OK, Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại cả nhà trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để chúng ta cùng đánh giá lại toàn bộ xu thế tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có một vài góc cạnh nhận định xu thế thị trường trong tuần mới, tức là tuần từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 9. Tuần tới thì chúng ta giao dịch ít hơn một ngày bởi vì có một ngày nghỉ lễ. Cũng như chúng ta sẽ đi phân tích tất cả các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi, cũng như là các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị trên Zoom, Zoom VPS 0N01. Thì điều đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn nhận và đánh giá lại toàn bộ những cái diễn biến chính của thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua. Thì trong bản điểm tin video số 69, điểm tin từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 8, thì trong đó Hùng Lê cũng có đề cập đến việc nếu chúng ta loại bỏ tất cả những cái yếu tố ngoại lai, tức là những cái yếu tố mà ví dụ như là chiến tranh thương mại, ví dụ như là những cái dòng tin của Tổng thống Donald Trump, hoặc là các cái bên liên quan xung quanh cái cuộc chiến tranh thương mại, thì thị trường của chúng ta có thể là có một cái góc độ tốt hơn, đấy là có thể tiệm cận lại vùng 985 đến vùng 1.000 điểm, tức là công phá lại cái nền 1.000 điểm kháng cự khá là mạnh của thị trường. Các anh chị chờ một tí để kiểm tra thiết bị âm thanh, OK, vẫn tốt. Và sau đó thì buổi tối tối ngày 25 tháng 8, tối ngày 25 tháng 8 tức là tối ngày chủ nhật. Tối ngày chủ nhật tức là bước sang một cái tuần giao dịch mới, tức là ngày từ ngày 26, thì thường thường là mỗi buổi tối chủ nhật thì Hùng Lê thường lít lại toàn bộ thị trường, cũng như là có những cái đánh giá sơ bộ và những cái và có những cái kịch bản dành cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta. Thì rõ ràng một điều là sau khi Hùng Lê đã có cái bản phân tích nhận định đánh giá thị trường thì ngày thứ bảy, đúng không ạ, ngày thứ bảy thì các anh chị cũng biết là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung lại đẩy lên một cái tầng cao mới khi mà Mỹ ra quyết định là tiếp tục áp dụng các cái gói thuế từ 15 tăng từ 15 đến 20 từ 15% đến 20% các cái mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, ví dụ như ô tô, các cái linh kiện điện tử. Thì ngay lập tức là Trung Quốc cũng có những cái động thái đáp trả, là đâu đó mà cũng tuyên bố rằng là sẽ đánh thuế lại 75 tỷ tất cả những cái hàng hóa nhập khẩu từ phía Mỹ. Và như thế thì rõ ràng một điều là cái cuộc chiến tranh thương mại đã đẩy lên một cái tầng cao mới, dẫn đến một cái việc là tâm lý về nhà đầu tư, tâm lý về nhà đầu tư sẽ rất là bi quan, sẽ rất là bi quan đó. Và khi đó thì Hùng cũng có đánh giá rằng là thị trường chứng khoán châu Á sẽ bị tác động mạnh bởi 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 những cái ngày giao dịch đầu tuần, và bản thân thì tâm lý nhà đầu tư tại Việt Nam cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề là chiến tranh thương mại. Và một vấn đề đặt ra là các nhà tạo lập thị trường sẽ làm gì, tức là cầm giữ mốc 990 điểm hay là hòa chung không khí của toàn thị trường để đạp xuống đó. Và khi đó thì Hùng cũng đã nhìn thấy có đánh giá những cái lo ngại về khi VN Index chạm về vùng 1.000 điểm đó, và cũng có những ý về cái tạo lập của thị trường. Và sau đó thì Hùng Lê đã đưa ra hai cái kịch bản của VN Index của chúng ta. Cái kịch bản thứ nhất là kịch bản nó tích cực đó, kịch bản tích cực tức là phiên ngày thứ hai là phiên mà chắc chắn VN Index sẽ bị đạp mạnh về đầu phiên, đấy là chắc chắn rồi, bởi vì là khi mà tiếp nhận cái thông tin như thế thì thường là tạo lập sẽ thả lỏng và sẽ để cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta giao dịch, và sau đó thì tạo lập sẽ kéo lên cuối phiên, tức là có một cây nền rút chân kéo lên và cái khối lượng giao dịch đạt khoảng tầm 150 triệu cổ phiếu, thì như vậy là kịch bản của chúng ta sẽ tốt, đúng không ạ? Đấy là một kịch bản tích cực của VN Index của chúng ta. Thế thì Hùng sẽ các anh chị chờ một tí để Hùng đánh dấu lại cái vị trí mà chúng ta ra bản tin, tức là ngày 23. Ngày 23 là đây đây là ngày 23 tháng 8 đúng không? Ngày 23 tháng 8 chính là ngày mà chúng ta ra bản tin thứ sáu tuần trước, thì Hùng có đánh giá là phiên ngày thứ hai thì chắc chắn bị đạp và sẽ tạo lập, sẽ có một cây nến rút chân tạo lên, nhưng với điều kiện là khối lượng phải đạt được khoảng tầm từ 150 triệu cổ phiếu trở lên, và
Và sao? Và VN Index của chúng ta phải có một cây nến xanh cơ, chứ không phải là một cây nến đỏ, tức là nó tạo thành một khoảng gap rất lớn như thế này. Tức là cái phiên, cái tính kỹ thuật của phiên thứ hai đầu tuần mới đã không đạt yêu cầu, đúng không? Đã không đạt yêu cầu theo cái kịch bản thứ nhất, và như vậy là VN Index của chúng ta đã đi theo cái kịch bản thứ hai. Kịch bản thứ hai đó là kịch bản mà VN Index bị mất mốc 990 điểm. 990 điểm và sau đó là đến mốc 985 điểm, 985 điểm. Đó, sau đó là mất tiếp mốc 985 điểm và sao? Và cái khối lượng giao dịch của cổ phiếu thì đạt từ khoảng 180 triệu cổ phiếu trở lên, thì như thế là thị trường của chúng ta sẽ đi theo một cái xu hướng xấu hơn, sẽ đi theo một xu hướng xấu hơn. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua thì là một tuần giao dịch hết sức là khó khăn của tất cả, gần như tất cả các mã cổ phiếu, ngoại trừ có một số các dòng cổ phiếu đi ngược với thị trường thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích. Và kết phiên thì điều tích cực nhất đó là VN Index của chúng ta lấy lại mốc 980 điểm nhờ những cổ phiếu vốn hóa lớn, ví dụ như là phiên ngày hôm qua thì có Vinamilk, phiên ngày hôm nay thì cái dòng tiền nó lan đều hơn. Một số các cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng ví dụ như BID thì cũng có những cái tác động mà dẫn dắt cho thị trường của chúng ta. Một điều chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy là tâm lý e ngại đã bao trùm hết toàn bộ thị trường và dẫn đến một việc là thanh khoản của thị trường. Chúng ta có thể nhìn thấy là thanh khoản của thị trường của chúng ta đang ở một cái mức rất là thấp, và một cái yếu tố mà hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy một cái góc độ như thế này, các anh chị có thể nhìn thấy cái này thì Hùng đã phân tích ở trên Zoom rồi. Tức là khi thị trường tạo đáy thì thanh khoản của thị trường nó cũng ở mức rất là thấp. Các anh chị có thể nhìn thấy đó, những cái khoảng mà thời gian đây, những khoảng thời gian đầu khoảng mùng 9 tháng 1 năm 2019 đúng không ạ? Khi thị trường tạo đáy thì thị trường đã có những cái đợt mà thanh khoản nó rất là thấp. Rất là thấp và sau đó thì có những cái phiên bung cầu để kéo thị trường, kéo VN Index của chúng ta quay trở lại đi lên. Và ở trong giai đoạn hiện tại thì VN Index của chúng ta không ở vùng đáy. Đó, VN Index của chúng ta không ở vùng đáy, mà VN Index của chúng ta ở một cái vùng gọi là cái vùng nhạy cảm, tức là cái vùng 985 đến vùng 1000 điểm, thì chúng ta có thể thấy rằng là thanh khoản cũng ở một cái mức rất là thấp. Cái mức rất là thấp này nó có hai lý do chính, Hùng đã phân tích rồi. Lý do thứ nhất đấy là những bất ổn về chiến tranh thương mại, về kinh tế vĩ mô, đúng không ạ? Thì đấy là cái yếu tố thứ nhất đã dẫn đến tâm lý đầu tư của hầu hết các bộ phận của nhà đầu tư, thậm chí là các quỹ ngoại cũng đang rút ròng, bán ròng ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và cái yếu tố thứ hai đó là cái yếu tố về mặt tâm lý, tức là cái mốc 1000 điểm đó như là một cái hình tượng mà mọi người hay minh họa, đó là chim gãy chim sợ cành cong, tức là cứ đến 1000 điểm nhà đầu tư của chúng ta thường rất là sợ. Vậy thì trong cái giai đoạn hiện tại thì Hùng nhìn thấy là cái yếu tố mà thị trường là đã đủ thỏa mãn những cái yếu tố để VN Index của chúng ta có thể đánh vượt mốc 1000 điểm. Tuy nhiên cái yếu tố thứ hai đấy là yếu tố bất ổn về thị trường chứng khoán thế giới, thì đấy là một cái yếu tố mà hiện tại là nhà tạo lập chưa thể đánh thị trường lên được, bởi vì là nhà tạo lập thường lựa chọn những cái khoảng thời gian tốt nhất, khi mà tâm lý nhà đầu tư cá nhân tỏ ra mệt mỏi và chán nản, và khi có những cái yếu tố thuận lợi thì tạo lập sẽ đánh lên. Và nếu mà xét ở trong một cái góc độ góc độ về điểm số, thì VN Index của chúng ta lấy lại vùng 980 điểm và đóng cửa tuần ở vùng 984 điểm, như vậy là khá là tích cực về mặt điểm. Ok, bây giờ thì Hùng sẽ đi phân tích các cái mã dòng chính, và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái dự báo về xu thế thị trường trong tuần tới của chúng ta. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi mã cổ phiếu Vinhome. Đối với Vinhome ở trong giai đoạn hiện tại thì có một cái tác dụng giữ nhịp cho thị trường khá là tốt, và trong cái kịch bản phân tích của Hùng Lê, Vinhome chạm về vùng hỗ trợ mạnh là vùng 82, và sau đó thì đã có những cái nhịp bật lên, và cái nhịp bật lên này thì Hùng đang dự phóng là cái target là Vinhome sẽ đánh chạm lại vùng 90. Như vậy là trong phiên cuối tuần thì Vinhome đang đóng cửa vùng 87.8, tức là còn khoảng 2002 nữa thì sẽ chạm về cái vùng đỉnh cũ. Và với cái xu thế hiện tại thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng rằng Vinhome sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà giữ nhịp
cho thị trường. Còn điểm mua của Vinhome thì trong nhịp này thì Hùng không có khuyến nghị, nếu mà các anh chị mua được điểm ở điểm 82 cơ. Còn khi Vinhome đã gần chạm đến vùng 90 thì chúng ta chủ yếu là chúng ta quan sát và chúng ta sẽ không tham gia. Đối với VIX thì trong giai đoạn hiện tại Hùng có phân tích khá là nhiều đến mã cổ phiếu này. Những cái yếu tố tạo lập của VIX chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần, VIX đã có một cái quãng thời gian neo giá khá là dài, neo giá ở quanh vùng 100 và sau đó thì bây giờ là quanh vùng 120. Quanh vùng 120 thì Hùng đang có kỳ vọng là trong nhịp này thì VIX sẽ có những nhịp đánh test và đánh test lại. Ở đây là vùng trong tuần thì VIX đã đánh về vùng 125 và sau đó thì có những phiên chỉnh và cũng chỉnh gần hết và chạm lại kênh xu thế. Ở phiên cuối tuần thì có hồi một tí nhưng mà không thực sự tích cực. Thì đối với hiện tại của VIX thì các anh chị lưu ý giúp Hùng ở vùng giá 125. Vùng 125 sẽ là cái vùng xác nhận những cái tín hiệu đi tiếp theo của cổ phiếu này. Đối với khuyến nghị đầu tư thì đối với VIX thì Hùng cũng không khuyến nghị các anh chị. Chúng ta nếu mà chúng ta tham gia thì cũng khá là rủi ro. Rủi ro ở một góc độ tức là cổ phiếu này nó đánh về mặt tạo lập là chính, chứ còn các cái tín hiệu kỹ thuật thì nó cũng khá là khó để phân tích và định lượng. Còn xu thế hiện tại của VIX thì Hùng vẫn kỳ vọng là VIX sẽ đánh về khoảng đâu đó vùng 135 ở trong nhịp này. Tức là từ nền hỗ trợ ở đây là nền 120 đánh về nền 135, tức là tăng khoảng tầm độ 15.000. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu VRE. Đối với VRE thì đây VRE có một vùng hỗ trợ 34.5. Thì trong tuần thì đã có những nhịp đánh thủng vùng 34.5 và đang có những phiên lình xình đi ngang ở đây. Với góc độ hiện tại của VRE thì một nhịp hồi thì Hùng chưa có nhìn thấy khi mà dòng tiền thì chưa thực sự được kích hoạt và những cái yếu tố, những cái tín hiệu tạo nền của VRE hiện tại thì Hùng cũng chưa có nhìn thấy. Chính vì vậy là những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm mã cổ phiếu VRE thì các anh chị lưu ý giúp Hùng ở vùng giá 34.5 sẽ là cái vùng mà sẽ là những cái điểm tỉ bật mà sẽ xác nhận, tức là cổ phiếu sẽ phát đi những cái tín hiệu mà giúp cho chúng ta định lượng được cái xu thế của nó. Ví dụ như chẳng hạn như là bị gãy mạnh khỏi vùng 34 với vol đạt khoảng tầm độ 3 đến 4 triệu cổ phiếu, ví dụ như vậy thì là xu thế như nào? Xu thế của VRE sẽ cần phải tích lũy ở những cái vùng nền thấp hơn ở dưới này. Và ngược lại có những phiên sức bật mà của VRE mà bật lên thì như vậy là cái tín hiệu tạm thời là cổ phiếu VRE sẽ rơi khỏi, thoát khỏi cái trạng thái nguy hiểm đó, ví dụ như vậy. Còn xu thế hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy lực hồi của VRE. Vinamilk hiện tại thì đang có những phiên đánh khá là phập phù quanh vùng 123 và thậm chí ở đây là cái nền, ở đây là nền 120. Thì trong một cái kênh xu thế, trong một cái biên xu thế dài thì cái vùng nền hỗ trợ 120 cũng là một cái vùng hỗ trợ khá là mạnh của Vinamilk. Nhưng mà ở hiện tại thì cái việc mà hình thành lại trend, tức là hình thành lại cái kênh xu thế của Vinamilk thì cũng chưa nhìn thấy. Và những cái phiên đánh lên đánh xuống như thế này thì chắc là sẽ cần thời gian. Và cái xu thế chủ đạo của Vinamilk hiện tại vẫn đang là một cái xu thế đi ngang. Đối với BVH thì Hùng cũng có khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm lại vùng giá 77 và trong tuần thì vùng 77 đã bị gãy với việc là thanh khoản thì cũng ở mức khá là thấp. Chính vì như vậy nên là cái lực hồi từ vùng 77 đến vùng 85 đến vùng đây là vùng 80, 83.5 thì tạm thời chúng ta bị thất bại ở cái nhịp hồi này, bởi vì là xu thế hiện tại của BVH như thế này thì sẽ có những cái động thái lình trình đi ngang và khả năng sẽ đi lại vùng nền 71.5 đến vùng 75. Nó khá là xấu. Mã cổ phiếu VDC thì sau một phiên đánh khá là mạnh thì trong tuần đã có một, gần như là cả tuần VDC đã bị mất hút về mặt thanh khoản. Thì đối với VDC hiện tại thì các anh chị lưu ý giúp vùng hai vùng giá, vùng giá 130 là vùng hỗ trợ dưới và vùng giá cận trên là vùng cận 135, tức là cái target mà Hùng đây đã phân tích từ cái nhịp ở đây là từ nhịp vùng 117
lên vùng 135 đó. Thì hiện tại là VTC đang đi ngang, ở trong cái biên này, và một trong những cái yếu tố kỹ thuật mà bị phá vỡ thì lúc đó sẽ xác nhận cái tín hiệu kỹ thuật, cái xu thế của mã cổ phiếu. GAT thì trong cái giai đoạn hiện tại, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng GAT đi khá là lình trình, và những cái nhịp hồi ở đây thì trong cái dự phóng vùng lên là tối đa thì lại hồi về lại được cái nhịp vùng lên phân tích ở trước đây ở vùng 107. Còn lại thì cơ bản là GAT sẽ cần phải giảm giá, cần phải giảm và tích lũy lại vùng nền. Và cái vùng ở đó, vùng nền đây thì có thể sẽ là vùng giá 95. Khả năng sẽ là vùng 95 ở đây. Cần phải tích lũy lại, và tích lũy ở trong một cái biên độ dài thì chúng ta mới có thể xác nhận một cái sóng đánh tiếp theo của GAT. Còn hiện tại thì GAT cũng chủ yếu là đang lình trình đi ngang. PLX thì đây, PLX thì khả năng là cái biên đi ngang ở vùng 60 đến vùng 61.5 sẽ tiếp tục tiếp diễn, bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là thanh khoản của PLX gần như đã bị mất hút, thì khi mà thanh khoản bị mất sau một cái quãng giảm mạnh thì cái này nó phụ thuộc, tức là nó đang có những cái ý đồ tạo lập ở đây, và hiện tại thì chúng ta cần phải quan sát thôi, thì chúng ta cũng chưa thể kết luận được là ý đồ tạo lập ở đây sẽ như thế nào. Tức là sau một cái quãng thời gian mà mất thanh khoản như này thì sẽ có hai kịch bản sẽ xảy ra đó, và chúng ta sẽ cần có những phiên có tín hiệu xác nhận, ví dụ như là PLX bị gãy nền 60 với vol đạt khoảng tầm từ 3,5 triệu đến 3,5 triệu cổ phiếu, thì như vậy là cái xu thế giảm giá của PLX, và PLX sẽ cần tích lũy lại ở những cái vùng thấp hơn đó. Thì theo tín hiệu kỹ thuật hàng tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích và cập nhật mã cổ phiếu này. PLX thì hiện tại chúng ta cũng không tham gia. Đối với PVS thì trong một cái kịch bản ở trước đây là cũng có đề cập đến cái nền hỗ trợ của PVS ở quanh nền giá 20. Hiện tại thì đã có khoảng tầm độ 3 tuần PVS tích lũy ở quanh cái vùng nền này, và ông đã khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm trở lại PVS ở vùng 20.5 đến vùng 21, chúng ta mở mua vị thế, chúng ta canh để mua vị thế ở đây. Và trong cái nhịp này thì ông đánh giá rằng PVS có thể hồi lại được về vùng 22.5. Đây, tức là vùng này là vùng khoảng bao nhiêu đấy? Vùng 22.7, khoảng vùng 22.7 đến vùng 22.5 ở trong cái nhịp này. Xu thế trong xu thế ngắn hạn thì có thể là PVS sẽ lình xình ở đây 1-2 phiên nữa, và khi mà có những cái tín hiệu bứt ra khỏi nền 21, trong phiên ngày hôm nay thì có những phiên đóng về vùng 21, nhưng mà sau đó thì PVS đã không giữ được cái nền giá cao nhất. PVD trong tuần vừa qua, và phiên thứ 5 và phiên thứ 3 và phiên thứ 4 tuần trước thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là PVD đã có những phiên break ra khỏi vùng hỗ trợ, đây là vùng 17. Vùng 17, và hiện tại thì PVD đang có những cái ngưỡng tiệm cận lại vùng 19. Tức là cái vùng đỉnh cũ ở đây, thì có khả năng là PVD sẽ có những cái phiên lình xình ở đây. Hiện tại thì những cái điểm mua của PVD chúng ta không còn nữa. PVD thì trong cái nhịp mà phân tích ở đây thì cũng có dự đoán là PVD có khả năng sẽ chỉnh lại về quanh vùng 19, quanh vùng 15, tích lũy lại đây, và sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật. Thì sau đó thì PVD có một nhịp đánh như này thì chúng ta cũng rất là khó để chúng ta tham gia. Chúng ta cùng đi phân tích một số cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng. ACB. ACB là một cổ phiếu lít dòng ở trên sàn HNX, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là một giai đoạn đi ngang khá dài và khá là khó chịu. Đối với những nhà đầu tư lướt sóng thì chắc chắn rằng là không thể chịu đựng được với một cái cách đi của cổ phiếu này như thế này. Hiện tại thì cổ phiếu vẫn đi ngang, không có những cái dấu hiệu nào mà cho thấy rằng có những cái xu thế tăng giá. Vietcombank hiện tại là Vietcombank đang lình xình ở quanh khoảng vùng giá từ vùng 80.
Và vùng hỗ trợ dưới ở đây là vùng 75, thì xu thế hiện tại của Vietcombank thì vẫn đang đánh lình xình ở quanh đây thôi. Hai cái vùng này sẽ xác nhận cái xu thế đi của cổ phiếu, và một trong những cái yếu tố kỹ thuật nào bị phá vỡ thì chúng ta sẽ tiên lượng các cái kịch bản đi tiếp theo. Và hiện tại thì động lực để mà tăng giá mạnh của Vietcombank thì Hùng Lê nhìn thấy là nó không còn nhiều khi mà dòng tiền đánh thì khá là phập phù, và một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng đang cho nhìn thấy là cái lực hồi của Vietcombank khá là yếu. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu công thương CTG. Công thương thì cũng không có điều gì đặc biệt đúng không ạ, vẫn là một cái trạng thái đi ngang, dòng tiền yếu, và điểm hỗ trợ dưới 20 và cận trên là khoảng vùng 21 cũng không có gì đặc biệt. Đối với mã cổ phiếu MBB thì sau một phiên tăng mạnh, và MBB đã có một cái nền ở đây, nền 22.8 và nền 23.3, thì cái nền giá này sẽ xác nhận một xu thế sóng dài. Tức là trong kịch bản phân tích trước đây của tuần trước thì Hùng Lê có đề cập đến việc là cái nền này nó sẽ là một cái nền phát đi những cái tín hiệu mà liệu rằng MBB có thể đánh một sóng dài hay không. Thì nhìn ở trên góc độ nến tuần, thì chúng ta thấy rằng một tuần giao dịch khá là tích cực của MBB. Một tuần khá là tích cực của MBB khi mà dòng tiền tiếp tục được đẩy mạnh vào. Tuy nhiên ở trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng có thể phải chờ tín hiệu của tuần tiếp theo. Còn nếu mà tính về cái mức độ tích cực của MBB thì chúng ta sẽ phải đánh giá từ ngày 19 tháng 7 đó, và MBB đã có những cái tuần đánh ở đây, và sau một tuần đánh dẫn lên thì cái vùng giá ở đây Hùng Lê đang phân tích ở đây sẽ là cái vùng nền mà sẽ phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu này. Và tuần tới sẽ là một cái tuần bản lề để xác định việc đó thì khả năng là MBB sẽ có một vài phiên lình xình ở quanh đây để xác nhận là MBB có một cái sóng dài hay không, và chúng ta sẽ kỳ vọng một cái sóng dài của cổ phiếu này nếu như sang tuần có những cái tín hiệu kỹ thuật bứt nền. Các anh chị nốt lại mã cổ phiếu MBB để chúng ta có thể tham gia, nhưng mà hiện tại thì Hùng Lê vẫn chưa có phân tích và chưa có những cái đề cập để chúng ta có thể tham gia. Cổ phiếu VIB thì cũng đã phân tích ở những cái nền rất là thấp, ở từ vùng nền 16 và sau đó 16 sau chia, còn trước chia là vùng 19. Cái đích target ngắn, vùng tiệm cận ngắn đó là của VIB là chạm vùng 19, thì là vùng cao nhất chạm được ở trong cái phiên ngày hôm nay, đó là chạm được vùng 18.8, tức là cách vùng target phân tích khoảng tầm 0-200 đồng nữa thì chạm đến vùng này, và như thế là VIB không về được vùng 19 và sau đó thì hình thành một cái nền ở đây, tức là nền từ nền 18 đến nền 18.5. cái nền này sẽ đánh giá cái xu thế tiếp theo của cổ phiếu. Và trong tuần thì VIB đã có những phiên mà bị gãy nền dưới, tức là nền 18. Thì khi mà bị gãy nền 18 thì VIB khả năng sẽ tích lũy lại từ nền 17. Từ nền 17 này thì cổ phiếu này sẽ đánh chạm lại về vùng, trước tiên là phải chạm lại về cái vùng đây, tức là sẽ chạm lại về vùng 18.5 đã. Đó, sau khi chạm về vùng 18.5 thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Một số các tín hiệu kỹ thuật thì hiện tại thì đang khá là xấu đối với cổ phiếu VIB, khi mà xung lực dòng tiền thì đang bị giảm, dòng tiền đang có những yếu tố bị giảm đi. Đường MACD cũng đang khá là xấu. Tuy nhiên trên một cái xu thế dài, tức là trên một kênh xu thế của biểu đồ nến tuần, thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy những yếu tố khá là tích cực của VIB, và một cái kênh xu thế của VIB ở đây thì nó cũng đang khá là đẹp, tức là nó đang có những cái phiên chạm vùng hỗ trợ 17.5, tức là vùng 17 đến 17.5 khả năng sẽ là vùng hội tụ của cổ phiếu này. SSI thì một số các anh chị có hỏi Hùng là có đầu tư SSI, mua SSI không, thì các anh chị cũng có hỏi Hùng ở trên dòng thời gian của các anh chị cũng có hỏi Hùng ở trên dòng thời gian của bản tin. Thì đối với SSI
đối với SSI thì chúng ta thấy rằng là trong trong tuần trước có những cái phiên đánh bật lên và sau đó thì lại có những phiên giảm lại về vùng nền. Thì về cơ bản là SSI nếu có nhịp hồi này thì cũng chỉ hồi được khoảng về vùng 24, tức là hồi lại về ở điểm trên này, hồi lại về vùng ở điểm trên này thôi. Đó, có những điểm hồi bởi vì là cổ phiếu SSI đã có một cái quá trình rơi rất là dài, và khi một cái mã cổ phiếu rơi rất là dài như thế này thì nó cần rất nhiều thời gian, và tốt nhất là chúng ta không nên tham gia. Và cũng khuyên các anh chị chúng ta là không nên tham gia. HCM thì cũng hoàn toàn tương tự SSI. HCM đã có một nhịp rơi dài và đây là một phiên đánh dẫn lên này, và sau đó HCM rũ sạch vào, và HCM cũng cần có thời gian để tích lũy lại. Nhưng mà đối với HCM thì nó hơi khác với lại SSI, tức là HCM thì nó đánh khá là nhẹ, và trong một cái kịch bản ở đây các anh chị có thể nhìn lại một tí ở cái vùng này đó, thì HCM nó hơi khác ở đây, tức là HCM có một nhịp đánh dẫn lên này, anh chị nhìn thấy không, nhịp đánh lên, sau đó thì sau đánh lên xong thì HCM lại rũ này, đó, rũ nhẹ nhàng, và sau đó thì HCM lại có những phiên đánh dòng tiền quay trở lại và đánh rất mạnh lên đó. Thì đối với HCM thì nó rất là nhẹ, nó nhẹ hơn đó. Thì ở đây cũng đang có một cái kiểu như thế này, nhưng mà kịch bản đấy nó có xảy ra hay không thì các anh chị cũng cần phải quan sát thêm đó. Và từ một cái nhịp này thì HCM sẽ có một cái nhịp đánh lên, ví dụ như vậy, và đánh lên thì cũng chỉ chạm được về khoảng vùng 24 thôi, tức là cái sóng này cũng chỉ là một cái sóng hồi của HCM. Thì đối với những cái sóng hồi bé này thì Hùng cũng không có kết, và chúng ta cũng không có tham gia. Đối với VCI thì trong một cái kịch bản, trong một cái sóng dài của cổ phiếu này đã có một cái mức giảm từ vùng 60, giảm khá là dài, đúng không ạ? Giảm khá là dài, và hiện tại thì đang có những tín hiệu kỹ thuật tạo nền ở quanh vùng giá 31.5. Thì chính cái vùng 31.5 này là cái vùng Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta, nếu mà chúng ta mở mua thì chúng ta mua ở quanh vùng 31.5. Thì trong một cái nhịp đánh ở gần đây thì VIB đã có một nhịp đánh lên, tuy nhiên sau đó thì chạm được cái vùng cao nhất ở đây là bao nhiêu ạ? Chạm được vùng 37, chưa về được vùng 40 thì VIB lại có một VCI lại có một nhịp rơi. Thì với nhịp rơi như này thì cổ phiếu này lại tích lũy lại vùng nền. Đây, cổ phiếu cái thanh khoản khá là thấp, vì vậy nên chúng ta cũng tham gia với một cái tỷ trọng vừa phải. FPT vẫn chưa chịu chỉnh. FPT khi đã chạm vùng target 55 thì cũng đang có thể kỳ vọng là khả năng là chỉnh tạm về vùng 50. Rất nhiều các anh em là đang muốn cover lại cái hàng của cổ phiếu này. Tuy nhiên là FPT chỉ có chỉnh đâu đó về vùng 52 thôi nhỉ. Khoảng tầm vùng 52 thì đang có hai phiên kéo lên. Tuy nhiên hai phiên kéo lên này thì cũng không thực sự là tích cực khi mà dòng tiền khá là yếu, và các anh chị mà đã yêu thích cổ phiếu FPT thì chúng ta kiên nhẫn, khả năng là kiên nhẫn đợi chờ để cổ phiếu này có thể đánh chạm về vùng 50 thì chúng ta có thể tham gia. Mã cổ phiếu G thì G đang có những cái sóng sánh, xung quanh những câu chuyện mua bán, đúng không ạ? Nhịp đánh thứ nhất từ vùng 32 lên vùng 37 đã ok. Từ vùng 37 này thì cũng đang có dự phóng những cái nhịp chỉnh của G sẽ chỉnh lại đâu đó khoảng quanh vùng giá 35. Từ vùng giá 35 này thì cổ phiếu lại có những cái điểm tích lũy và đánh, đầu tiên là phải đánh vượt thoát lại cái nền ở đây. Tức là trước khi mà về đến vùng target thì cổ phiếu này phải đánh vượt nền đã, tức là vượt nền 38, và cũng đang kỳ vọng ở trong nhịp này thì G có thể đánh chạm vùng 40. Khả năng là G sẽ cần tích lũy lại ở đây và cần dòng tiền kích hoạt quay trở lại đối với mã cổ phiếu này. Đang có những phiên test ở đây thì cũng khá là tích cực, khi mà đã lấp được một phần gap ở trước này cũng khá là đẹp. Novaland thì những cái yếu tố tạo lập của nó khá là lớn trong giai đoạn hiện tại thì Hùng
có đề cập đến vùng 61.5, khả năng thì cổ phiếu này sẽ lình trình đi loanh quanh ở đâu đó vùng 61.5, và nếu như tại vùng 61.5 này cổ phiếu này không bị thủng và có những phiên đánh hút lại dòng tiền thanh khoản đi lên thì cái nhịp này thì khả năng sẽ đánh chạm đâu đó vùng 70, bởi vì Novaland thì thường thường nó đánh những cái nhịp đánh lên của cổ phiếu này thì cũng gần như không có vol, bởi vì là gần như là tạo lập đã nắm gần hết các cái mã cổ phiếu, gần hết thanh khoản của cổ phiếu này rồi. Nhìn trên trend sóng thì hiện tại thì cũng đang khá là đẹp các anh chị ạ. Nếu chúng ta nhìn ở trên biểu đồ đến tuần, một quãng dài tích lũy và hiện tại thì đang có những dấu hiệu về bứt nền và bứt về thanh khoản đối với mã cổ phiếu Novaland. Các anh chị lưu ý vùng 61.5. Nhưng anh chị nào yêu thích mã cổ phiếu này thì có thể tham gia. BMP đối với Bình Minh, ok, Bình Minh đã giảm về đây là đâu ạ? Bình Minh có hai cái điểm hỗ trợ ngắn ở vùng 48 và nếu mà bị gãy sâu hơn thì có thể là vùng 47, thì trong tuần thì Bình Minh đã chạm về cái vùng gãy và phiên cuối tuần thì Bình Minh đã có một phiên hút lại về vùng giá 50. Về vùng giá 50 thì trong cái giai đoạn hiện tại thì Bình Minh đánh cũng khá là khó chịu nên là chúng ta tuyệt đối không đua những phiên giá xanh đối với mã cổ phiếu Bình Minh. Khi chạm những cái vùng hỗ trợ ở đây thì chúng ta có thể mở mua thăm dò, chứ còn những cái điểm mua xanh, những cái cây nến xanh thì chúng ta sẽ không nên đua, bởi vì là hiện tại thì Bình Minh cũng đang đánh khá là khó chịu. Xu thế hiện tại thì lực hồi yếu của mã cổ phiếu này và chúng ta cũng chưa có những cái tín hiệu thực sự là rõ sóng và rõ nét của mã cổ phiếu. PNG thì trong một nhịp ở đây, đúng không ạ, Hùng đã phân tích và tiệm cận cái target ở vùng 90 và đạt được là vùng 89. Từ vùng này thì Hùng có dự báo cái kịch bản của PNG, khả năng PNG sẽ chỉnh trả lại về vùng đâu ạ? Đây là vùng 80. Thì trong tuần PNG đã có những phiên trả về gần vùng 80. Đây, cây nến này là cây nến trả về gần vùng 80. Và có hai phiên cuối tuần có tín hiệu hồi, nhưng mà tín hiệu hồi này thì cũng chưa thực sự là mạnh và khả năng cái xu thế chủ đạo của PNG thì nó vẫn đang là một xu thế giảm giá, và nếu như tại cái vùng ở đây vùng 80 mà PNG không tích lũy được thì khả năng PNG sẽ về ở một vùng thấp hơn ở dưới này, đó là khoảng vùng 77 đó. Vậy thì phân tích kỹ thuật là chúng ta sẽ xem những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta có thể tiên lượng được những cái đường đi của cổ phiếu ở trong tương lai. Mặc dù là những cái tiên lượng của chúng ta thì nó có thể đúng hoặc nó có thể sai, không ai có thể dám chắc được là PNG có về đến vùng giá 80 hay không, nhưng mà rõ ràng là những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu thì chúng ta sẽ dự phóng được rằng là ít nhất là cái xu thế tăng giá của cổ phiếu PNG đã bị dừng lại và cái xu thế thay vào đó là một cái xu thế giảm giá, và giảm như thế nào và giảm để chỉnh về những cái vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ phân tích hàng tuần. Cổ phiếu MWG, đối với MWG thì những anh chị mà xem các bản tin liên tục của ông Lê thì chúng ta cũng đã có những cái kịch bản, đúng không ạ, đã có những cái kịch bản, đó là những cái kịch bản mà MWG có thể chỉnh lại về quanh vùng 110 khi mà MWG đạt được target phân tích ở đây vùng 120. Tuy nhiên là MWG đã chỉnh sâu ở đâu ạ? Đây là chạm về khoảng vùng 112. Và sau đó thì MWG có một cây nến ở đây là cây nến đảo chiều, và hai phiên cuối tuần thì MWG đang có những tín hiệu hồi lại về vùng giá 120. Thì đối với MWG, vùng 120 sẽ là cái vùng mà kháng cự khá là mạnh, và cái điểm mua hiện tại thì Hùng sẽ không khuyến nghị anh chị nữa, mà chúng ta, những anh chị nào đang cầm MWG thì chúng ta cũng phải canh để chúng ta chốt lời. Chúng ta sẽ xem một cái mã cổ phiếu này, xem TV2. TV2 giai đoạn này thì đang khả năng là cũng hết sóng khi mà cái vùng đi ngang khá là dài, và TV2 thì có một cái nền ở đây là nền 87. Các anh chị lưu ý, những anh chị đang cầm nắm giữ mã cổ phiếu TV2 ở vùng 87, lưu ý nếu vùng 87 này bị phá vỡ
thì cái xu thế mà cổ phiếu này đi xuống chạm kênh, tức là chạm vùng hỗ trợ dưới nó sẽ rất là mạnh, và TV2 khi đã rơi, khi lên thì lên cũng rất là mạnh, nhưng mà khi rơi thì rơi cũng rất là mạnh. Ok. Như vậy là chúng ta vừa mới điểm qua một vài các cái dòng mã cổ phiếu cơ bản trong thị trường. Thì chúng ta cũng thể thấy rằng là tuần vừa qua là một cái tuần giao dịch hết sức là khó khăn của chỉ số VN Index cũng như tất cả các cái mã cổ phiếu. Gần như các anh chị của chúng ta nếu cầm nắm giữ các cái mã cổ phiếu mà nó không có dòng tiền đi vào thì gần như là chúng ta cái danh mục của chúng ta đã bị lỗ, đã bị lỗ và đã bị sụt giảm ở trong tuần vừa qua. Và chúng ta vừa view lại thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là cái nội tại của thị trường của chúng ta đang có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều vấn đề và có khá là nhiều những khó khăn ở phía trước. Bản thân nội tại thị trường của chúng ta khó khăn, cùng với đó là những yếu tố bất ổn về thế giới sẽ tác động không thực sự là tích cực lên chỉ số VN Index của chúng ta. Và ngày hôm nay thì VN Index đã đóng cửa vùng 984 điểm, và có khả năng thì sang tuần thì VN Index của chúng ta sẽ có những phiên sẽ đánh lại về vùng nền, tức là lại đi đi lại về cái vùng ở đây là vùng 985 đến vùng 1.000 điểm. Và cái lực tăng của VN Index là vùng đánh giá không thực sự mạnh, VN Index của chúng ta sẽ không thể tăng mạnh được. Và những cái điểm lình xình ở quanh vùng 980, những điểm lình xình ở quanh vùng 980 có thể sẽ là tiếp diễn ở trong tuần tới. Bởi vì chúng ta nhìn thấy ở trên một cái góc độ xu thế hiện tại thì chúng ta không nhìn không có quá nhiều các cái dòng mà có thể hỗ trợ cho thị trường của chúng ta tốt hơn ở trong tuần tới. Đối với chỉ số HNX Index thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, là HNX Index cũng không có động lực để bứt phá lên và vẫn đang có một cái đường đi ngang, hiện tại đang đi ngang, tức là hai cái chỉ số chung của thị trường của chúng ta thì hiện tại là đang có gặp khá là nhiều khó khăn. Ok. Như vậy là chúng ta vừa mới đi qua được hai phần của bản điểm tin, đó là chúng ta vừa mới đi đánh giá lại toàn bộ cái xu thế của thị trường trong tuần vừa qua, cũng như là đánh giá và phân tích nhận định xu thế thị trường trong tuần tới. Và phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên Zoom. Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên Zoom cũng như là các cái mã cổ phiếu mà liên tục chúng ta phân tích hàng tuần. Thì trong một tuần vừa qua thì cũng có khá là nhiều thông tin, đúng không? Có khá là nhiều thông tin được trao đổi ở trên Zoom, cũng như cũng có rất là nhiều các cái mã cổ phiếu, rất nhiều các cái mã cổ phiếu được các anh chị em cùng bàn luận ở trên này. Ok, thì chúng ta sẽ đi phân tích. Đầu tiên chúng ta sẽ đi điểm qua các cái mã cổ phiếu về ngành bất động sản NLG Nam Long. Nam Long thì sau những phiên bứt nền, tức là bứt được cái vùng nền 31 ở đây, thì gặp phải xu thế chung của thị trường khá là xấu, và hiện tại thì Nam Long đang có những cái nền ở đây, tức là nền Hùng đang đánh giá là nền 30 đến 30.3. 30.3 thì những phiên mà ra hàng của Nam Long ở đây thì lượng tiền cũng khá là thấp. Hiện tại thì Nam Long đã chạm về vùng hỗ trợ và chạm kênh xu thế, tức là vùng 30 đến vùng 30.3. Tại đây thì cổ phiếu này sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để có thể phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Thì là thường ấy là Nam Long khi chạm kênh thì có những cái điểm mà bật kênh xu thế. Nếu chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần, Hùng sẽ bỏ cái này đi tại vì cái này nó hơi trên biểu đồ nến tuần thì Nam Long đã có hai tuần giảm điểm và chạm vào kênh xu thế, thì cái vùng giá 30 đến vùng mà giá 30.3 này sẽ là quyết định xu thế tiếp theo của cổ phiếu Nam Long.
Các anh chị đang cầm nắm giữ cổ phiếu Nam Long thì chúng ta cũng có thể quan sát ở tại vùng này. Nếu như vùng 30 bị gãy, vùng 30 bị gãy thì như thế là cái xu thế của cổ phiếu nó sẽ bị xấu đi. Còn trong cái kịch bản hiện tại thì Hùng nhìn thấy rằng Nam Long khả năng cái xu thế vẫn đang tích lũy, tức là tích lũy ở vùng ngang ở vùng 30 đến vùng 30.3. Động lực để tăng giá mạnh trở lại thì cần những cái phiên hút cầu và một cái số các tín hiệu kỹ thuật tiếp theo để xác nhận lại cái xu thế tăng giá trở lại tiếp theo của Nam Long. Còn hiện tại thì Hùng Lê chưa nhìn thấy. HDG. Đối với HDG là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã liên tục phân tích cập nhật cho chúng ta. Target đạt được 37.5 trên vùng 40. 37.5 trên vùng 40 và sau đó thì HDG đã có những cái nhịp đình chỉ đi ngang, thì Hùng có dự phóng rằng là với một cái kịch bản như vậy thì HDG sẽ chạm lại về vùng giá 34, và từ vùng giá 34 này thì cũng vùng giá chạm kênh để có thể có những cái lực hồi tiếp theo. Thì hiện tại là trong tuần thì một số các anh chị trong team của Hùng Lê đã bắt lại HDG ở vùng giá 34, thì Hùng Lê cũng có khuyến nghị các anh chị là hàng về, tức là T+3 về. T+3 về nếu như cổ phiếu đảo chiều thì chúng ta lập tức chúng ta chốt lãi, bởi vì là đây là một cái nhịp hồi và rõ ràng một điều là cái giai đoạn tích lũy đi ngang ở quanh vùng nền, khoảng vùng nền 35.5, tức là khoảng vùng 36 đi, mình cho là khoảng vùng 36. Vùng 36 đến vùng 37.5 này khá là dày, và khi cổ phiếu rơi lại về vùng này thì cái mức độ kháng cự cổ phiếu nó sẽ rất là mạnh. Tức là những anh chị mà đang bị kẹp hàng đây thì rất có thể là họ sẽ mang hàng ra họ bán, và như vậy là chúng ta phải hoàn toàn chủ động. HDC. Đối với HDC thì trên room Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị của chúng ta chốt lại ngắn hạn ở vùng giá 22. Chốt lại ngắn hạn ở vùng giá 22. Bởi vì sao? Bởi vì là khi đó thì cũng có nhìn thấy khi mà lên đến đây, tức là HDC của chúng ta đã có những phiên đánh được đến vùng 23, chính xác là vùng 23, và sau đó thì có một phiên, tức là khi về vùng 23 thì phiên này là lực cầu đã bị yếu đi, và phiên ngày hôm sau thì HDC đã có một nhịp trả đây. Chính vì vậy nên là Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta chốt ở vùng 22, tức là chúng ta canh chốt ở vùng 22, tạm thời chúng ta phải ra hàng đã. Đó, chúng ta ra hàng ở vùng 22. Sau đó, sau khi ra hàng ở vùng 22 thì chúng ta sẽ canh những phiên test cung trở lại thì khả năng là với một cái kịch bản hiện tại như này thì khả năng là cổ phiếu này lại rơi lại về vùng 19 thì chúng ta sẽ cân nhắc để chúng ta cover lại cổ phiếu. Và tất nhiên là khi chúng ta cover lại hàng thì chúng ta cần phải có những phiên tạo nền. Còn phiên trong phiên ngày hôm nay thì một số các anh chị ở trong team của Hùng Lê và bản thân Hùng Lê thì Hùng Lê cũng có làm một tí giá sàn, tức là vùng giá 20.45, tại vì mình chốt ở vùng 22 rồi thì vùng 20.45 mình sẽ mở mua vị thế lại một tí, và sau đó thì chúng ta sẽ chờ những phiên tạo nền ở đây, và khi có những phiên tạo nền thành công rồi thì lúc đó thì chúng ta sẽ cân nhắc để chúng ta cover lại cổ phiếu, và có những tín hiệu kỹ thuật thì Hùng sẽ chat ở trên Zoom. Đạt Phương DPG. Đạt Phương thì sau khi mà chạm được target vùng 54.2 54.2 trên cái target Hùng Lê phân tích ở đây là vùng 55, thì Đạt Phương đã lực đây là những cái phiên mà thể hiện rằng cái lực cầu của cổ phiếu này khi chạm về đến gần cái vùng target thì nó sẽ bị dội lại, đúng không ạ? Nó sẽ bị dội lại và nó đang cố dướn, thì đến phiên này là một cái phiên mà gần như cái sức dướn của nó không còn nữa. Và khi trong một cái kịch bản phân tích của Hùng ở đây thì cái nhịp hồi này của Đạt Phương sẽ chạm về vùng 55. Sau khi chạm đến vùng 55 thì Đạt Phương sẽ chỉnh về hỗ trợ tại vùng 45.5. Và trong phiên ngày hôm nay thì Đạt Phương đã gãy khỏi cái vùng hỗ trợ 1, tức là vùng 45.5, và với kịch bản như hiện tại thì Đạt Phương sẽ chỉnh lại về đây, tức là sẽ về lại khoảng vùng
giá 40.5, 40.5. Xu thế hiện tại của Đà Phương là bị chốt rất là mạnh khi mà xung lực dòng tiền, tức là dòng tiền bị rơi xuống ở mức rất là thấp, và tín hiệu đường MACD thì đang khá là xấu. Tức là cái tín hiệu này thì đang cho thấy rằng cái lực giảm của cổ phiếu đang rất là mạnh, anh chị lưu ý đó. Vậy thì nếu như chúng ta phân tích, tất nhiên là Hùng đã nói rồi, đúng hoặc sai thì đấy là một cái câu chuyện hết sức là bình thường ở trên thị trường đó, và chúng ta luôn dựng ra một cái kịch bản của các cái mã cổ phiếu mà chúng ta nắm giữ, thì như vậy là chúng ta sẽ hoàn toàn chủ động ở trong giao dịch đó, chúng ta sẽ không bị động. Ví dụ như đến những cái đoạn này thì chúng ta sẽ không mua nữa, đúng không ạ? Hoặc là đến những cái phiên này chúng ta sẽ không mua nữa, chúng ta mua ở những cái phiên test chỉnh ở đây đó, test chỉnh ở đây, và khi lên đến gần cái vùng target rồi thì chúng ta sẽ không mua nữa đó. Và như vậy thì những anh chị mà chúng ta mua ở những cái phiên ở gần đây thì như thế là trong ngắn hạn chúng ta đã phải chịu một cái mức lỗ rồi, sẽ chịu một mức lỗ rồi. Thì tín hiệu tạo Đạt Phương là như vậy. VCS à? VCS thì Hùng có đề cập đến việc là có khả năng chỉnh về vùng 85, nhưng mà cổ phiếu này chỉ chỉnh về đâu đó khoảng vùng 86, trên vùng 86 một tí, và sau đó thì đã có một phiên hút lại về vùng 90. Hai phiên nhả cầu, ba phiên nhả cầu khá là đẹp, và Hùng đang quan sát cổ phiếu này ở vùng 89. Nếu tại vùng 89 này cổ phiếu không bị phá vỡ, các anh chị lưu ý, cổ phiếu không bị phá vỡ và lại có một phiên hút cầu quay trở lại, thì cái kịch bản mà Hùng đang phân tích ở đây đó là kịch bản chỉnh về vùng 85 và sau đó sẽ đi về vùng 100, tức là cái điểm kháng cự tiếp theo của cổ phiếu này sẽ ở vùng 100. Thì hiện tại thì kịch bản này vẫn đang được giữ nguyên, tức là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giữ kịch bản này, và hiện tại xu thế của VCS vẫn đang khá là ok, khá là đẹp. Và hợp lý khi mà VCS đánh về vùng 100. KBC Kinh Bắc. KBC có một phiên kéo lên vùng 16, và phiên ngày hôm nay là một phiên test trả cung khá là đẹp. Vùng 16 sẽ là một cái vùng mà xác nhận cái xu thế đi tiếp theo của cổ phiếu, Hùng đã phân tích ở trên Zoom rồi. Đối với KBC thì chúng ta nên xem ở trên biểu đồ nến tuần, bởi vì KBC đánh khá là zig zag. Ở trong một cái quá trình mà cổ phiếu này đi lên, và xu thế hiện tại của KBC ở trên biểu đồ nến tuần đang rất là đẹp khi mà dòng tiền tiếp tục được đẩy vào, và các cái tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy rằng đang rất là đẹp. Và các anh chị lưu ý giúp Hùng, vùng nền 16 sẽ là một cái vùng kháng cự, và trong team vùng này thì một số các anh chị cũng đã mua KBC. KBC thì đích đến tiếp theo của KBC sẽ là vùng 17, đích đến ngắn sẽ là vùng 17, và mạnh hơn thì KBC có thể đánh chạm vùng 18. Đây là hai vùng kháng cự tiếp theo của cổ phiếu KBC có thể đạt được trên biểu đồ nến tuần, tín hiệu khá là tích cực, khá là ok. Ông sẽ xem một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng cái xu thế chủ đạo của KBC đang là xu thế tăng giá, các anh chị yên tâm nắm giữ. Đó, KBC mà xem ở trên biểu đồ đến ngày thì KBC đánh khá là khó chịu, nên là chúng ta cần phải xem cái mã nào thì chúng ta nên xem ở trên biểu đồ đến ngày, và mã nào chúng ta nên xem ở trên biểu đồ đến tuần. ITA đang có những phiên lấp gáp, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đã lấp gáp về vùng 3.2 đang khá là đẹp. Trên biểu đồ nến tuần thì đã có một tuần lấp lại được 1/2 cái cây nến giảm của tuần trước đó, thì như vậy là tín hiệu kỹ thuật khá là ok. Đối với ITA thì ITA cũng đánh khá là chậm. Nên những anh chị nào mà tham gia những cái mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng không thể sốt ruột được, và khi mà cổ phiếu chạm về những cái vùng hỗ trợ, ví dụ vùng 3.2 ở đây như Hùng phân tích ở đây, thì chúng ta có thể mở mua thêm đó, và chúng ta tuyệt đối là chúng ta không đua theo những cái phiên tăng mạnh tạo gap như thế này, nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Mục tiêu của ITA thì ITA vẫn là đánh theo kênh, và mục tiêu thì vẫn chạm về vùng 4 trong cái nhịp đánh ngắn này. Nhà Đà Nẵng. Đối với nhà Đà Nẵng thì phiên cuối tuần, hai phiên cuối tuần
đang khá là xấu. Với những tín hiệu ở ra hàng như hiện tại, tức là nhà Đà Nẵng đã không thể bứt phá được cái vùng đây. Các anh chị thấy vùng nền 19 là một cái vùng mà nó sẽ cần xác định một cái xu thế đi tiếp theo của cổ phiếu, và vùng 19 này nó bị không trụ được. Nó không trụ được thì ngay lập tức là cổ phiếu đã có những phiên rơi. Những phiên rơi mạnh như thế này thì rõ ràng một điều là những phiên rơi mạnh như này thì chúng ta phải hết sức là thận trọng đối với nhà Đà Nẵng ở trong giai đoạn hiện tại. Những cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu ở đây thì khả năng là sẽ khó mà giữ được. Và một cái kịch bản nó sẽ xấu hơn đối với cổ phiếu này, đó là cổ phiếu này có thể sẽ chạm về vùng 16. Tại vì sao? Bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại, tất cả những cái mã cổ phiếu mà đã tăng mạnh thì đều đang có xu hướng bị đạp rất là mạnh. Ví dụ như là HDG, ví dụ như là PDR, PDG đó. Vậy thì nhà Đà Nẵng cũng như vậy, tức là những cái cổ phiếu mà đang tăng theo trend trong cái giai đoạn hiện tại, mà đặc biệt là ngành của nhóm ngành bất động sản thì đang bị chốt lời rất là mạnh. Hai phiên bị chốt của nhà Đà Nẵng như thế này thì các anh chị mà đang nắm giữ mã cổ phiếu nhà Đà Nẵng thì lưu ý giúp Hùng Lê là chúng ta nếu như phiên thứ ba tuần tới nếu có những cái lực hồi thì chúng ta cũng có thể phải tạm thời chúng ta phải lùi ra hàng, bởi vì là cái vùng 19 đã không thể giữ được thì như vậy là cổ phiếu nó sẽ đi theo những cái góc độ nó sẽ xấu hơn. Và đường MACD và dòng tiền thì đang tiếp tục bị suy yếu, cho thấy rằng là cái xu thế chủ đạo của cổ phiếu vẫn là một cái xu thế giảm giá. Các anh chị lưu ý nhà Từ Liêm NTL. NTL thì trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đang có đang xem nhà Từ Liêm ở vùng giá 24. Tại vùng giá 24 và có thể vùng giá ở đây vùng giá 25, vùng giá 24 đến vùng giá 25 sẽ là những cái vùng giá mà sẽ xác nhận rằng là nhà Từ Liêm có thể có tiếp một nhịp đánh tiếp theo hay không. Và tạo lập có thể đánh thủng qua vùng 24 một tí, tức là có thể chạm về vùng 23.5 nhưng phải có những cái phiên rút lại. Ở đây. Đó thì mới có thể có một cái lực hồi ở đây. Khi chạm kênh. Và đối với nhà Từ Liêm thì một số các anh chị trong team của Hùng Lê cũng đang có nắm giữ mã cổ phiếu này. Và ở vùng 24, các anh chị quan sát giúp Hùng ở vùng 24, vùng 24 này sẽ là những cái vùng mà có những cái điểm bật, những cái điểm tì bật để giúp chúng ta nhận diện được xu thế của cổ phiếu. Và chúng ta cần dòng tiền được kích hoạt trở lại ở đây. Còn nếu mà dòng tiền tiếp tục đi ngang hoặc dòng tiền tiếp tục đi xuống thì như vậy là một cái tín hiệu hơi xấu đối với cổ phiếu. Anh chị lưu ý vừa vùng giá 24 và vừa là dòng tiền. DG thì sau một nhịp đánh dẫn ở đây thì DG đã có khuyến nghị và cho các anh chị của chúng ta mua, và target gần của DG ở đây là vùng giá 15. Gần suýt soát ở trong tuần, cổ phiếu DG đã chạm được vùng 15 và sau đó thì đang có những cái nhịp test lại thì một cái kịch bản tích cực nhất ở đây đó là những nhịp test này không được gãy vùng 14. Và từ vùng 14 này thì cổ phiếu cần phải tích lũy lại đây. Thì như thế là cái cơ hội đi tiếp để đánh vượt đỉnh nó sẽ còn. Đánh vượt đỉnh lên vùng 15.5 đến khoảng vùng 16 là còn. Nhưng ngược lại ở vùng 14 này cổ phiếu này bị phá vỡ thì như vậy là cái xu thế ngắn hạn thì chúng ta lại phải ra hàng, hoặc là các anh chị nào mà chúng ta đánh ở một cái sóng dài thì chúng ta có thể nắm giữ thêm. Còn tín hiệu kỹ thuật hiện tại của cổ phiếu này ở vùng giá 14. LDG thì sau một nhịp đánh lên phiên cuối tuần đã bị xả hàng khá là mạnh và như vậy thì sẽ hội tụ lại vùng 8.8. Đang là sẽ hội tụ lại vùng
Đây, sẽ hội tụ lại ở vùng 8.8 và sẽ quan sát lại ở đây. Sẽ quan sát lại ở đây, dòng tiền như vậy là dòng tiền đã có một phiên ra khá là mạnh. Ta xem lại lịch sử trong những cái phiên đánh dẫn ở trước đây thì LDG cũng đã có những cái phiên đánh khá là tốt. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát mã cổ phiếu này. Chúng ta đi xem mã cổ phiếu KSB. KSB thì sau những phiên đánh dẫn lên thì cái vùng ở đây là vùng 24.3, lẽ ra cổ phiếu này phải giữ được. Giữ được thì nó tích cực, còn hiện tại trên cơ bản thì lại chạm lại về vùng 23, nền 23. Tức là chạm về vùng nền hỗ trợ. Dòng tiền thì cũng đang khá là yếu. Xu thế hiện tại của KSB thì chủ yếu vẫn là xu thế đi ngang thôi. Xu thế đi ngang, cái lực hồi là chưa có. BMC thì chúng ta xem ở trên biểu đồ đến tuần thì nó sẽ dễ hơn. BMC có một cái cách đi là sau một tuần đánh lên thì lại có những cái tuần rung rũ quay trở lại, thì những cái nhịp rung rũ ở đây thì Hùng đang có thể đánh giá cái nhịp chỉnh ngắn thì có thể quanh vùng 17, và thậm chí sâu hơn ở đây thì có thể chỉnh quanh vùng 16, tức là có thể chạm lại về vùng 16. Có thể chạm lại vùng này và tích lũy quay trở lại ở đây. Ngân hàng và chứng khoán thì hai mã cổ phiếu VCI và VIB thì cũng đã phân tích rồi. Cổ phiếu BID chúng ta đây BID đúng không ạ? Một số anh chị có hỏi Hùng là ngày hôm nay thì có mua BID không, thì thực sự là nó hơi khó. Một câu trả lời nó sẽ rất là khó, bởi vì sao? Bởi vì cái những cái nhịp mà phân tích ở đây thì Hùng Lê đã phân tích ở tận các anh chị chờ Hùng tí, nó lại mất cái ngày 23 ở đâu. Đây. Những cái tuần mà Hùng đã phân tích từ những cái vùng nền ở dưới này sau những cái nhịp đánh dẫn, và cái target mà Hùng đang phân tích ở đây ở trên biểu đồ đến tuần nó là chạm về vùng 40. Và trong cái kịch bản của tuần trước thì đây Hùng lại tiếp tục tìm một cái vùng hỗ trợ ở đây khoảng quanh vùng 37 ở đây, và cổ phiếu này có thể tích lũy lại vùng 37 và sau đó thì sẽ có những phiên đánh dẫn lên, và cái đích đến gần nhất ở đây sẽ là vùng 40. Thì hiện tại là phiên ngày hôm nay đang khá là tích cực, sắp chạm đến vùng 39. Đối với BID thì Hùng vẫn kỳ vọng là BID sẽ là một cổ phiếu dẫn dòng của ngành ngân hàng ở trong giai đoạn hiện tại, bởi vì là Vietcombank thì nó đã bị mất trụ rồi, và Vietcombank thì cũng có một cái nhịp chạy khá là dài rồi, thì BID sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà sẽ lead dòng ngân hàng. Thì BID là một cái mã cổ phiếu mà đáng để đầu tư, thì Hùng đã phân tích cho các anh chị rồi. PLX, PVS thì đã phân tích, Hùng sẽ phân tích lại mã cổ phiếu PVT. Đối với PVT thì chúng ta xem nào, hai tuần PVT đã có một tuần giảm giá khá là mạnh, và với tín hiệu kỹ thuật giảm giá như thế này thì được xác định là xấu, bởi vì đã lấp hết toàn bộ cái nền ở đằng trước này. Và trong một cái kịch bản phân tích sóng dài của PVT thì đầu tiên là cái vùng kháng cự đầu tiên phải vượt qua, đó là vùng 19. Đúng không ạ? Phải vượt qua đấy là vùng 19, thì PVT đã chạm được vùng đến vùng 18.5. Tức là cách cái điểm cần phải vượt ở khoảng tầm 0.5 nữa. Thì như vậy là tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì PVT lại đánh chạm về vùng nền. Như vậy là PVT lại đánh chạm về vùng nền, tức là về lại vùng 16.5 đến vùng 17, tích lũy lại tại đây. Xu thế hiện tại thì là xu thế giảm giá. Giảm giá vẫn là xu thế chủ đạo của cổ phiếu PVT. Chúng ta cùng phân tích một số các mã cổ phiếu về ngành hàng không. VDC thì cũng đã phân tích rồi, chúng ta điểm nhanh qua mã cổ phiếu HVN. Đối với HVN, sau khi gãy vùng 41.5 thì chúng ta dự phóng rằng sẽ chỉnh chạm về vùng 38, và tại vùng 38 này cổ phiếu không tích lũy lại được và cổ phiếu tiếp tục rơi. Thì cái việc mà cổ phiếu rơi thì đấy là một cái kết quả tất yếu thôi, nó không có một cái gì cả, bởi vì là
Trong cái trường phái mà chúng ta phân tích kỹ thuật là chúng ta tìm các cái điểm hỗ trợ của cổ phiếu, và khi các cái điểm hỗ trợ đó bị phá vỡ, tức là xu thế của cổ phiếu nó sẽ bị xu thế của cổ phiếu nó sẽ bị bẻ gãy, đúng không ạ? Nó sẽ bị bẻ gãy. Và trong một cái điểm ngắn hiện tại thì Hùng sẽ đang dự kiến là cổ phiếu này sẽ tích lũy lại vùng nền đấy, khoảng vùng nền 30 mấy ạ, 35. Ở vùng 35 sẽ là vùng chốt chặn cổ phiếu HVN. Khả năng vùng 35 sẽ là vùng chốt chặn của cổ phiếu HVN. Và tại vùng 35 này thì cổ phiếu sẽ tích lũy ở đây. Cổ phiếu sẽ tích lũy ở đây. Và tích lũy như thế nào, tích lũy thành công hay không thì các anh chị lại cùng với Hùng Lê chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở cổ phiếu. Và nếu tại vùng 35 này bị gãy tiếp, đấy các anh chị lưu ý, nếu tại vùng 35 này gãy tiếp thì cổ phiếu lại đi rơi về vùng thấp hơn, đấy là khoảng vùng nền 30, thì chúng ta sẽ phải quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta có những cái hành động. Các anh chị đang cầm nắm giữ mã cổ phiếu HVN thì chúng ta cũng lưu ý các cái điểm hỗ trợ này để chúng ta hoàn toàn chủ động trong cái quá trình của chúng ta giao dịch. NCT thì đánh khá là nặng, loằng ngoằng mãi vẫn không chịu bứt lên. Sau khi mà hình thành cái nền thứ nhất thì cổ phiếu này đi ngang khá là dài ở quanh nền 73.5, kết tuần là 74.2 và target vùng 80 và vùng 90 thì đang đi khá là chậm. Nhưng thôi không sao cả, những cái mã cổ phiếu mà nó mang một cái tính chất đánh như thế này thì chúng ta cũng phải chấp nhận nó thôi, và chúng ta phải cần chờ thời gian chứ chúng ta không còn cái cách nào khác. ACV thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, ACV cũng đang có một cái nền đi ngang ở quanh vùng giá 81.5, chưa có những điểm thực sự là tích cực. Trong tuần vừa qua thì điểm nhấn của chúng ta đó là vận tải và cảng biển. Thì cổ phiếu Gimenez thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị của chúng ta trong phiên ngày hôm nay, GMD. GMD thì trong cái kịch bản phân tích của thứ 6 tuần trước thì cũng có đề cập đến vùng 27.5, đúng không ạ? Và cũng khuyến nghị các anh chị là nếu mà như cổ phiếu này chạm về vùng 27.5 thì chúng ta có thể mua, chúng ta có thể tìm mua, bởi vì là trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta nhìn thấy rằng cái cách đánh của cổ phiếu này khá là hay, và có 2 tuần để lấp lại toàn bộ khoảng gap ở trước đó. Và nếu mà chúng ta xét ở trên biểu đồ nến tuần thì Gimenez đã có một tuần tăng giá, có một tuần tăng điểm rất là đẹp. Và cái điểm kháng cự mạnh của cổ phiếu ở trong giai đoạn ngắn, trong điểm ngắn ở đây đó là khoảng vùng giá 30. À đâu, 20, xin lỗi cả nhà, 29, hoặc là khoảng vùng 29.4. Đó, một cái vùng kháng cự mạnh trước mắt của cổ phiếu này sẽ là ở vùng 29.4, và khi mà những cái nhịp đánh lại này thì nó lại đánh chạm lại vùng 29.4 và đến 29.5 đi. Đó, đây thì có thể là trong cái nhịp đánh này thì cổ phiếu này sẽ chạm về đây, và từ đây nó sẽ phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật để có thể đánh một sóng dài hơn đối với Gimenez hay không thì chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm. VSC, đối với VSC thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong giai đoạn hiện tại thì đang có những cái dòng tiền đánh tập trung trở lại với mã cổ phiếu này. Những nhịp đánh dẫn thì cũng đã có những cái nhịp đánh dẫn ở đây, vùng giá mà Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị của chúng ta đến vùng 28.5. Chúng ta quan tâm đến vùng 28.5, và cái vùng nền ở đây là vùng 28 đến vùng 29. Phiên cuối tuần thì VSC có một phiên đẩy lên vùng 29.7. Tuy nhiên là chúng ta có thể canh mua, có thể là sẽ có những cái phiên test lại, ở quanh vùng 29 để các anh chị của chúng ta có thể tham gia.
Khả năng là dòng tiền sẽ hướng tới ngành cảng biển khá là tốt, khá là ok thì chúng ta sẽ tham gia. Tuy nhiên là VCS thì VSC thì cái mức độ mà tăng giá mạnh thì chúng ta cũng cần phải chờ. Đó, cần phải chờ, tức là nếu mà tăng lại được khoảng vùng giá 30 32 ở đây. 32 ở đây tức là cái vùng kháng cự trước mắt của cổ phiếu này đang khá là dày đấy, khá là dày. Ok. Nhưng không sao cả, chúng ta tìm được những cái vùng nền thấp, tức là những cái vùng nền từ 28.5 để chúng ta tham gia thì chúng ta cũng sẽ không sợ. Khi cổ phiếu có những cái tín hiệu quay đầu giảm điểm thì chúng ta sẽ bán. Hai mã cổ phiếu cực kỳ đẹp mà đã được giới thiệu ở trên team TVKC, TCVK. TCVK thì trong cái buổi tối, ngày hôm nào nhỉ, TCVK. TCVK. Đây, trong ngày 28 tối ngày 28 thì Hùng có tìm kiếm một cái mã cổ phiếu để cho các anh chị của chúng ta trên team để chúng ta đầu tư, bởi vì là Hùng cũng có đánh giá rằng là để tìm được một cái mã cổ phiếu đẹp trong cái giai đoạn hiện tại thì nó khá là khó. Thì TCVK đã có một cái vùng nền cơ bản khá là tốt ở đây, và có những cái phiên test cung ở vùng giá 22 đến vùng giá 25 tích cực, và đang có xu thế bứt phá kênh xu thế tại vùng 25.6. Thì cái điểm kỹ thuật của cổ phiếu, cái điểm kỹ thuật của cổ phiếu ở đây là vùng 25 2, đây là vùng 26.5. Hùng viết bị nhầm. Đang có những cái phiên bứt phá vùng nền kỹ thuật của cổ phiếu này là vùng 26.5 rất là đẹp ở đây. Nếu mà chúng ta nhìn ở trên một cái kênh xu thế tổng thể, ở trên một xu thế nền biểu đồ nến tuần, thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà vượt đỉnh của mọi thời đại rồi. Tức là đỉnh cao nhất của cổ phiếu này có được là vùng 22, thì vùng 22 đã bị bứt qua ở đây, và sau đó thì có những hai phiên có một tuần test lại, và sau đó thì tuần vừa qua là một tuần giao dịch hết sức là tích cực khi mà đẩy cổ phiếu này lên ở vùng giá 28. Phiên giao dịch cuối tuần thì đã đẩy cổ phiếu này ở bứt qua vùng 26.5, và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái nhịp đánh mới của cổ phiếu TCVK, và mã cổ phiếu này là một mã cổ phiếu rất là đẹp. Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị trong team của Hùng Lê đầu tư. Đây là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại. Với kịch bản như thế này thì với những anh chị nào mà chúng ta chưa tham gia được cái mã cổ phiếu này thì bây giờ chúng ta chấp nhận, chúng ta mua sau thì chúng ta sẽ bị chậm T. Những cái phiên mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị quanh vùng 25 đến vùng 26 ở đây này, các anh chị rất là đẹp. Đó, quanh vùng 26 rất là đẹp ở đây. Trong cái phiên mà ngày 28 thì Hùng tối ngày 28 thì Hùng có phân tích cổ phiếu này, thì đến ngày 29 là chúng ta hoàn toàn có thể mua được ở quanh vùng giá 26 rất là đẹp. Với những anh chị nào mà chúng ta chưa mua được mã cổ phiếu này thì có thể canh lại vùng 27.5 đến vùng 28, tức là những cái phiên test lại của cổ phiếu thì chúng ta có thể canh mua lại. Thêm một mã cổ phiếu thứ hai cực kỳ đẹp mà Hùng Lê cũng đã có đề cập ở trên room của chúng ta, đó là mã cổ phiếu DVP. DVP thì bạn giỏi DVP đã cung cấp cho team, và sau đó thì Hùng Lê đã có phân tích và đánh giá lại ngay sau đó. Đây cũng là một cái mã cổ phiếu về ngành cảng biển. Rất là đẹp. Đó, thì sau đó thì Hùng đã có phân tích cái mã cổ phiếu DVP như thế này, tức là cơ bản tốt này. Cổ đông nắm giữ thì khá là cô đặc, 70% tỷ trọng cổ phiếu của cổ phiếu này đã nằm trong các cái tổ chức lớn, và đặc biệt một điều là cổ tức
đều bằng tiền mặt 40 đến 45 đến 50%, tức là trả bằng tiền tươi thóc thật, rất là tuyệt vời. Không phải là phát hành cổ phiếu bằng giấy, không phải trả cho chúng ta bằng giấy. Và về mặt kỹ thuật thì vùng cản 45 là vùng cuối cùng để break xu hướng và kết luận là đẹp. Anh em tham khảo tham gia đầu tư ở vùng 45 cộng trừ. Thì đối với cảng Đình Vũ thì cũng là một cái mã cổ phiếu về cảng vận tải rất là đẹp. Nếu mà chúng ta view ở một cái góc độ tổng thể, một cái góc độ tổng thể thì xuất phát điểm là từ vùng nền 15, và sau đó thì cổ phiếu này đã có những vùng rất là cao ở vùng giá 60, và sau đó lịch trình thì cổ phiếu này đã có một quãng thời gian giảm và hiện tại thì đang bứt phá lại vùng rất là đẹp, vùng nền rất là đẹp. Thì về cơ bản là cổ phiếu này thì trước mắt nó sẽ không có những cái vùng kháng cự mạnh, và sẽ chạm lại cái vùng 55 đến vùng 60 thì đấy là cái đích đến tiếp theo rồi. Vùng 55 ở đây khá là đẹp. Và đối với mã cổ phiếu này thì khi chạm về những cái vùng thấp ở dưới này thì chúng ta cứ mua. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta có được cái mức cổ tức khoảng 50% bằng tiền mặt hàng năm, thì những anh chị nào mà chúng ta không tiện lướt lát thì chúng ta nên chọn những cái mã cổ phiếu này, ăn chắc mặc bền đó. Hàng năm thì chúng ta ăn cổ tức cũng được, và cổ phiếu cứ giảm thì chúng ta mua thêm, không chết được đâu, bởi vì là Hùng đã xem những cái yếu tố cơ bản của cổ phiếu này đang khá là đẹp. Còn trên nền phân tích kỹ thuật thì Hùng đã có đề cập rồi, nền giá 45 sẽ là cái nền break để xác định kênh xu thế, và hiện tại thì nền 45 này đã được đánh qua phiên bằng những cái phiên cuối tuần, và đây trên biểu đồ nến tuần cũng hết sức là đẹp. Sau 2 tuần test thì đã có một tuần là cổ phiếu này đẩy giá lên. Thì Hùng cũng không biết được là tuần tới thì cổ phiếu này có test lại không. Nếu mà cổ phiếu này có những phiên test lại, thì các anh chị của chúng ta cũng có thể canh mua. Test lại đẹp nhất ở đây thì có thể về khoảng vùng 46.5, không biết là có giá 46.5 không. Nhưng cứ kỳ vọng như vậy, có thể có những phiên test vùng 46.5, nhưng Hùng nghĩ là nó hơi khó, bởi vì là dòng tiền hiện tại đã được đánh lại vào cái mã cổ phiếu này rồi, và phiên cuối tuần cũng là phiên tăng rất là mạnh, rất là đẹp. Thì chúng ta nhìn lại ở trong lịch sử thì cảng Đình Vũ cũng đã có những cái nhịp đánh khá là tốt, và hơn thế nữa thì giai đoạn hiện tại thì dòng tiền cũng đang được hút lại vào mã cổ phiếu này. Thì đây là hai mã cổ phiếu mà rất đẹp ở trong giai đoạn hiện tại mà chúng ta hết sức là lưu tâm. Họ nhà Viettel thì hiện tại Hùng cũng không nhìn thấy thực sự là tích cực lắm. VGI thì sau những phiên bứt nền từ vùng 33 và chạm lại được vùng 38 thì hiện tại đang có những cái xu thế đang bị yếu trở lại. Và yếu trở lại như thế này thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở đây là yếu trở lại thì yếu vừa thôi, chạm lại về vùng 34. Các anh chị lưu tâm giúp Hùng Lê ở vùng giá 34 của cái nhịp này yếu lại đây, thì chúng ta sẽ có thể quan sát lại ở vùng 34 xem là cổ phiếu này tích lũy tại vùng 34 như thế nào. Tức là có thể từ vùng 38 này cổ phiếu sẽ chỉnh giảm lại về vùng 34, và từ vùng 34 này tích lũy lình xình, và sau đó thì lại vượt thoát đánh lên ở khoảng vùng 40. Vùng 40 vẫn là một cái vùng kháng cự trước mắt, trước khi mà chúng ta tính đến những cái target cao hơn của cổ phiếu này ở vùng giá 45 thì phải có những vượt thoát được những vùng thấp ở dưới này đã. VTK thì hiện tại cũng đang có những cái phiên lình xình đi ngang như này thì nó không thực sự là tốt. Khả năng thì những ai mà đang nắm giữ mã cổ phiếu VTK thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt. Bởi vì sau một cái giai đoạn lình xình như này thì rất có thể là cổ phiếu sẽ bị rơi xuống những cái vùng nền thấp hơn. Còn vùng nền hỗ trợ của cổ phiếu này thì nó nằm ở vùng 30 rồi. CTR. CTR thì sau khi mà rơi về vùng 60 cũng là một cái vùng hỗ trợ ngắn ở trong cái nhịp đánh này, thì đang có hai phiên lình xình ở quanh đây, nhưng mà khả năng thì Hùng kỳ vọng rằng là cái nền hỗ trợ dưới nó sẽ mạnh hơn, đó là khoảng vùng giá 55, thì khả năng là chỉnh
Nên từ đây chỉnh khoảng về vùng 55 và sau đó từ vùng 55 thì lại đánh tiếp lại về vùng 70 thì khả năng như thế này nó sẽ hợp lý hơn. Còn khuyến nghị mua thì đoạn này thì cũng không có thể khuyến nghị được, bởi vì là rất là rủi ro, bởi vì khi chúng ta mua chúng ta T cộng 3 và nếu như không may cổ phiếu bị gãy thì như thế là chúng ta sẽ bị có một cái mức lỗ rất là nặng. Họ nhà Kido cũng là một cái điểm sáng ở trong tuần vừa rồi. KDC. KDC đã có một phiên, hai phiên, ba phiên tăng trần, gần như là ba phiên tăng trần và tạo thành những cái gap rất là lớn ở đây. Thì các anh chị có chat và có hỏi Hùng là chúng ta có mua KDC không? Thì Hùng khuyến nghị là chúng ta không nên mua KDC, bởi vì là những cái phiên tạo gap rất là lớn như này là chúng ta hết sức là nguy hiểm. Chúng ta đu vào thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức ở đây. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức ở đây và nếu mà chúng ta xét ở trên một cái kênh xu thế, ok, có thể là cổ phiếu này đã tạo nền ở đây, tức là cái nền ở đây là cổ phiếu rơi lại về chạm lại ở những cái vùng hỗ trợ ngắn ở trước đây, đúng không? Các anh chị có nhìn ở đây vùng hỗ trợ ngắn ở trước đây và sau đó thì có những cái sức bật lên. Nhưng nếu mà chúng ta tinh ý mà chúng ta nhìn ở trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta thấy rằng là sau một tuần tăng mạnh thì thường KDC sẽ có những tuần ở liền sau đó KDC sẽ rũ bằng hết thì thôi. Do đó cái việc là chúng ta đu ở những cái phiên như thế này thì rõ ràng một điều là chúng ta sẽ nó sẽ khá là thảm khốc. Khi mà cổ phiếu về đến tài khoản thì chắc chắn là chúng ta sẽ chịu những mức lỗ rồi. Và với một kịch bản hiện tại như thế này thì KDC chắc chắn cần phải lấp lại gap. Cần lấp lại gap vào vùng 20. Vùng 20 thì không biết là có lấp ở vùng 20 hay không, thì khả năng là chỉnh về khoảng vùng 20. Lấp gap ở khoảng vùng 20, lấp gap ở khoảng vùng 20 và sau đó thì tích lũy lại đây và sau đó thì có đánh lên hay không thì lúc đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích ở những cái nhịp tiếp theo. Cổ phiếu KDF là mã cổ phiếu mà Hùng khuyến nghị đầu tư. KDF thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta ở quanh vùng giá 30, 31 à, 31. 31, bởi vì vùng 31 là một cái vùng giá mà cổ phiếu này sẽ phát đi một cái kênh xu thế mới của cổ phiếu, sẽ phát đi một kênh xu thế mới của cổ phiếu. Ở trong phiên ngày hôm nay thì có lúc KDF đã chạm vùng 37.2 và sau đó thì kết phiên thì đã không giữ được vùng 37.2. Và lại chỉnh lại về vùng 33 33.6, lại chỉnh lại về vùng 33.6. Nhưng mà phiên này thì KDF ra hàng không 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 thực sự lớn và có thể là KDF sẽ đánh trả lại về vùng nền 31. KDF sẽ đánh trả lại vùng nền 31 và sau đó thì sẽ có những cái điểm hồi phục ở đây. Vùng đánh giá những điểm hồi phục ở đây. Và target của KDF thì như thế nào? KDF thì có thể là trong nhịp này sẽ đánh kỳ vọng đánh về vùng 40. Trong nhịp đánh ngắn này thì có thể đánh chạm về vùng 40, tức là một cái mức tăng đâu đó khoảng được bao nhiêu phần trăm, khoảng tầm độ 20 đến 30%. Đó, sẽ kỳ vọng là đánh chạm về vùng 40, đánh chạm về vùng 40 đang khá là đẹp. Đó, nếu mà chúng ta xem ở trên biểu đồ đến ngày chúng ta sẽ bị rất bị nhiễu, nhưng mà chúng ta nhìn ở trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta có thể nhìn thấy là KDF có một nhịp đánh lên và sau đó thì rũ đi và sau đó thì chạm lại, sau đó thì có những cái phiên đánh lại về vùng và đang hút lại cầu. Thì đối với KDF Hùng cũng đã có khuyến nghị đầu tư ở trên team. Dệt may TNG vùng giá 18.5. TNG vùng giá 18.5, khi mà TNG có những phiên chạm lại về vùng 18.5, 18 đến vùng 18.5 ở đây thì đang kỳ vọng có một cái nhịp hồi đánh ở đây, nhưng mà thực sự là có lẽ là không ổn. Khi mà có một nhịp đánh dẫn lên và sau đó thì TNG lại chạm lại, lại đang có sự hướng chạm lại vùng 18 và cái lực cầu đây nó hơi yếu. Thì các anh chị lưu ý giúp Hùng, nếu mà vùng 18 bị phá vỡ thì như vậy là cái kịch bản mà phân tích của chúng ta đã bị sai, và như vậy thì chúng ta cần phải
cần phải loại bỏ cổ phiếu này, bởi vì là khi mà gãy nền 18 và thậm chí là nền 17, khi nền 17 là cái nền hỗ trợ cuối cùng, và khi gãy khỏi những cái nền này thì cổ phiếu nó sẽ bị rơi rất là mạnh. DMC à, Domeco, DMC. Theo dõi mã cổ phiếu này mãi rồi. Xem trên biểu đồ liên tuần chưa đẹp. Đã chạm đúng về cái vùng kỳ vọng vùng 75. Có những phiên đánh lấp gáp lên trên thế như này thì nó rất là khó chơi. Dược Hà Tây thì khả năng là đẹp hơn. Cũng không đẹp, Dược Hà Tây thì bây giờ cũng bị mất thanh khoản, và như thế là cánh 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 cờ này đang ngày càng bị gập xuống. Tức là gọi là cờ 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 rũ các anh chị, cờ rũ là cờ chết. Đây là cờ rũ này, đây là cánh cờ này. Đó, cái cánh cờ này nó đang 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 rũ xuống này, đó. Đây là cờ rũ này, đó, anh chị có thể nhìn thấy đây cờ rũ. À, chúng ta cùng phân tích các cái mã cổ phiếu về ngành khu công nghiệp thì hiện tại là trong tuần vừa qua thì nhóm ngành khu công nghiệp đang bị chốt khá là mạnh. Mã cổ phiếu bị chốt mạnh nhất ở đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy đấy là mã cổ phiếu D2D. D2D thì vùng hỗ trợ đây là vùng 82.5 thì hiện tại là đã bị gãy, và như vậy là chạm chạm lại, đây là chạm lại vùng bao nhiêu ạ? 77, tức là khoảng vùng 78. Chạm lại vùng 78, và như vậy thì có thể là trong một cái kênh xu thế ngắn hạn thì cổ phiếu D2D có thể chạm về vùng 78 và sâu hơn. Sâu hơn thì cổ phiếu này có thể chỉnh lại về đây là quanh vùng 72. Sẽ có hai vùng hỗ trợ đây, hai vùng hỗ trợ đây. Và xu thế hiện tại của cổ phiếu D2D thì đang bị chỉnh khá là mạnh, bị chỉnh khá là mạnh sau một cái nhịp tăng. Thì có hay không cái việc mà sóng ngành của cổ phiếu khu công nghiệp đã hết, sóng ngành của cổ phiếu khu công nghiệp đã hết thì chúng ta sẽ cần phải chờ, chúng ta cần phải chờ các tín hiệu kỹ thuật. Và sau khi mà chúng ta có các tín hiệu kỹ thuật ở trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta mới có những cái kết luận là sóng ngành của cổ phiếu này còn hay không còn. Xu thế hiện tại của D2D thì vẫn là một cái xu thế chỉnh rất là mạnh. Các anh chị lưu ý. Khu công nghiệp Nam Tân Uyên thì Nam Tân Uyên trong một cái đích đến gần của cổ phiếu này ở khoảng vùng giá 200 thì cũng khá là lình trình, và hiện tại thì không chạm được về vùng 200, và đang cổ phiếu này là đang rơi về vùng hỗ trợ đây là vùng 180. Và D2 và NTC có một vùng hỗ trợ hai ở đây nữa là khoảng vùng 150. Đó, thì trong xu thế ngắn hạn hiện tại thì cái lực mà lực đẩy của cổ phiếu này đi nó không còn, tức là nếu mà đi thì nó sẽ chạm được khoảng về vùng 200. Sẽ chạm được về vùng 200. Còn xu thế hiện tại thì đang là một cái xu thế giảm giá, đang một xu thế giảm giá, và có thể cổ phiếu này sẽ giảm chạm kênh quanh vùng 180, và mạnh hơn thì có thể là cổ phiếu này sẽ bị đánh xuống khoảng vùng 150. Và có hay không thì chúng ta cũng sẽ chờ các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có những cái kết luận mà sóng ngành của cổ phiếu khu công nghiệp sẽ đi đến đâu. IDV sau khi mà chạm được cái vùng cao nhất ở đây là vùng 42, 42 thì IDV đang có những nhịp đánh khá là lình xình ở đây. Chúng ta có thể xem ở trên biểu đồ đến tuần thôi, chứ còn IDV thì chúng ta cũng không phân tích ở trên biểu đồ đến ngày được. Sau những nhịp đánh dẫn lên, sau những nhịp đánh dẫn lên thì đối với hiện tại thì IDV cũng là một mã cổ phiếu mà gọi là đỉnh cao của mọi thời đại rồi, đỉnh cao của mọi thời đại rồi. Tức là đỉnh cao của mọi thời đại của cổ phiếu này ở khoảng vùng 35.5. Đang có khoảng tầm 3-4 tuần lình xình mãi ở vùng giá 40, không vượt qua được vùng giá 40 thì trước mắt sẽ là cản ngắn hạn sẽ là vùng 40 ở đây. Cản ngắn hạn sẽ là vùng 40 ở đây. Xu thế hiện tại của IDV thì cũng đang đánh giá vẫn là tích cực, chưa có vấn đề gì đáng lo ngại, chưa có vấn đề gì đáng lo ngại. Những cái vùng mua ở đây là vùng mua ở quanh vùng 31, 32 ở đây thì hiện tại là chúng ta đang khá là yên tâm, chúng ta sẽ
chờ những cái phiên để đánh vượt được vùng 40, đang kỳ vọng có những tuần vượt vùng 40. Và khi vượt được vùng 40 rồi thì cái câu chuyện mà IDV sẽ đi tiếp ở những cái điểm cao hơn thì chúng ta sẽ phân tích sau. SZL. SZL target đề ra ở vùng giá 70. Target đặt ra ở vùng giá 70. Hiện tại thì có một tuần giao dịch không thực sự là tích cực của mã cổ phiếu này. Tại sao lại không tích cực? Đó là đã chạm được đến vùng 65 rồi mà không giữ được. Chạm được vùng 65 rồi mà không giữ được và lại có những phiên đạp lại về vùng nền 60. Đạp lại về vùng nền 60 là không thực sự là tích cực rồi. Đạp lại về vùng nền 60 thì một phần cũng có thể hiểu là do cái tâm lý hiện tại là chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cổ phiếu NTC D2D đang bị chốt khá là mạnh, dẫn đến việc là SZL cũng không nằm ngoài cái xu thế đó. Tuy nhiên trong một cái góc độ phân tích ngắn thì Hùng vẫn đang kỳ vọng là cái điểm tỷ bật, tức là cái điểm hỗ trợ của kênh trên, đó là vùng 60 này sẽ không bị phá vỡ và tạo lập sẽ giữ cái vùng này để đánh cổ phiếu này, là đánh lên nhịp 70 thì nó hợp lý hơn. Nhưng mà có đánh được lên nhịp 70 không? Đó, sẽ kỳ vọng cổ phiếu này sẽ đi ngang ở quanh vùng 60 và có thể đánh chiếm lại mốc 65. Thì đối với SZL cũng là một mã cổ phiếu mà ông đã có những phân tích đánh giá liên tục ở trên team. Thêm một mã cổ phiếu nữa là mã cổ phiếu BCM. SZL và BCM thì cũng là những mã cổ phiếu mà trong team của ông Lê đang nắm giữ. Thì đối với BCM, chúng ta nhìn ở một cái view tổng thể như thế này. Thì đối với BCM cũng là một mã cổ phiếu mà đã có những phiên break nền khá là đẹp ở đây. Đó là những cái phiên mà đã đánh vượt thoát vùng 26, tức là vùng giá cao nhất của mọi thời đại rồi. Và sau đó thì cái điểm tỷ bật của cổ phiếu này tiếp theo ở quanh vùng giá 32.8. Ở những cái điểm tỷ bật ở vùng 32.8 và BCM đã có những cái điểm đánh chạm vùng 35. Tuy nhiên tại vùng 35 thì cổ phiếu này đã không giữ được mốc 35. Xét ở trên một cái biểu đồ trong một cái xu thế dài hạn thì BMC đã bứt ra khỏi cái vùng giá 32.6. Bước ra khỏi vùng 32.6 ở đây rất là đẹp và hiện tại đang đóng cửa vùng 34.5. Trên biểu đồ nến tuần thì BCM đã có một tuần giao dịch hết sức là tích cực và đóng giá ở không được cao nhất tuần nhưng đã vượt được qua 3 tuần liền trước đó. Như vậy là một xu thế hết sức là tích cực. Sau khi mà chạm về vùng 34.5 thì có thể cổ phiếu này sẽ có những nhịp test lại. Theo Hùng thì có thể là có những cái nhịp test lại ở quanh vùng đây, quanh vùng khoảng vùng 30-34. Vùng 34 sẽ là một cái vùng mà vùng đệm của cổ phiếu và một cái vùng mà tạo lập sẽ có thể sẽ giữ lại nhịp của cổ phiếu này ở đây. Và Hùng đang kỳ vọng ở trong nhịp này thì cổ phiếu này cũng sẽ đánh chạm vùng 40. Đánh chạm vùng 40 đó là target gần nhất của cổ phiếu. Còn về đến vùng cao hơn thì chúng ta sẽ phân tích sau, tức là sau những nhịp test chỉnh ở đây vùng 30 ở đây. Vùng 30 ở đây tức là tăng được khoảng tầm độ 10/30. Khoảng tầm 33%, đúng không? Khoảng tầm 33% thì chúng ta sẽ kỳ vọng đâu đó khoảng tầm 15-20% thôi. Đó thì như vậy là cũng là một cái mã cổ phiếu rất là tuyệt vời để chúng ta đầu tư. Trụ blue chip thì đã phân tích rồi. BVH, MWG và PNG. Công nghệ có FPT. Chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu CMG và DGWG. CMG thì cũng đã có một cái nhịp khuyến nghị các anh chị chúng ta mua từ vùng 37 và sau đó thì ra hàng ở khoảng vùng giá 41.5 đến vùng 4
ở 40 đến 41.5 thì đã khuyến nghị chúng ta đi ra. Và sau đó thì cổ phiếu này lại đang có những nhịp chỉnh giảm ở đây. Chỉnh giảm ở đây thì chúng ta sẽ cần chờ những cái tín hiệu kỹ thuật. Đó, một là cổ phiếu này sẽ đánh chạm kênh, tức là sẽ đánh chạm vùng 35. Có chạm vùng 35 hay không? Hay là chỉ đi lại chạm lại về vùng ở đây, là chạm lại về vùng 37. Thì chúng ta sẽ quan sát các tín hiệu kỹ thuật. Nếu như ở tại vùng 37 này mà cổ phiếu lại có những cái nhịp bình trình test chỉnh, thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta đánh cổ phiếu này. CMG cũng là một cổ phiếu đánh theo kênh sóng. DVKG. DVKG thì trong phiên ngày hôm qua Hùng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta có thể cân nhắc ở vùng giá 23 cộng trừ. Bởi vì đối với DVK thì có một cái nhịp đánh dẫn. DVK là các anh chị phải xem ở trong một cái xu thế, là một cái xu thế dài cơ. Ngắn thì rất là khó đánh, bởi vì là cổ phiếu này nó đang đánh lên thả xuống khá là dị, nên là chúng ta sẽ rất là khó đánh. Ở trong một xu thế dài thì cổ phiếu này đã có một nhịp đánh dẫn từ vùng 21 chạm lên đến khoảng vùng 23, và sau đó thì đã có những nhịp chỉnh rũ lại hết, và sau đó thì lực cầu đã quay lại khoảng 3 tuần quay trở lại đây thì lực cầu đã quay trở lại. Và cái điểm 23 này thì cũng đang nhìn thấy là có thể sẽ là cái điểm hồi kỹ thuật của điểm này, của cái nhịp này. Và cái đích đánh của Daisy World thì có thể trong nhịp này có thể đánh chạm vùng 27. Có thể chạm vùng 27, nhưng trước mắt nếu mà trong một nhịp đánh ngắn trước mắt thì cổ phiếu này sẽ phải vượt thoát được những vùng đây này. Đây sẽ là những vùng kháng cự khá là mạnh của cổ phiếu này, là quanh khoảng vùng 24.5. Đó, quanh vùng 24.5, đúng vậy, tức là khi chạm về đến vùng 24.5 thì cổ phiếu đã có những cái lực gọi là rung rũ quay trở lại. Thì trong cái nhịp này cổ phiếu từ vùng 23 thì phải chạm lại được vùng 24.5. Ở những tài khoản mua rồi thì chúng ta sẽ xem xét, nếu như tại vùng 24.5 này mà cổ phiếu không bứt thoát qua được và lại có những phiên đảo như này, tức là sau đó thì lại có những phiên đảo chiều quay trở lại, thì chúng ta cũng có thể xem xét để chúng ta chốt lời ngắn hạn P+. Cao su thì cũng hình như là cũng khá là xấu khi mà ngày hôm nay bị đạp khá là mạnh. GVR thì ngày trong phiên ngày hôm nay GVR đã bị rũ lại về lại vùng nền 15. Vùng nền 15 tức là về lại cái đáy cũ ở đây. Về lại cái đáy cũ ở đây thì như vậy là xấu rồi. Xu thế chủ đạo hiện tại lại là xu thế giảm giá rồi. Về lại vùng nền 15 này thì chúng ta sẽ xem ở phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới xem là có tích lũy được ở vùng 15 không. Nếu mà vùng 15 này mà cổ phiếu này không tích lũy lại được thì như thế là cổ phiếu này lại phải đánh, là phải chỉnh, tức là chấp nhận chỉnh về ở một cái vùng hỗ trợ thấp hơn ở dưới này. Vùng hỗ trợ thấp hơn ở dưới này đâu đó nó rơi vào khoảng vùng 13.5. Đó, 13.5. Như vậy là vùng 15 và 13.5 thì các cái tài khoản đang nắm giữ GVR thì chúng ta lại phải bắt buộc chúng ta phải hành động. Vùng 15 là một cái vùng mà điểm nhấn, các anh chị lưu ý. VRG. VRG thì đang đi ngang và sau khi bứt nền ở đây thì không thực sự là tích cực. Chỉ có một cái điểm tích cực nhất là chạm được vùng 18 và sau đó thì vẫn tiếp tục đi ngang, và thanh khoản lại đang ở một cái mức thấp. Với những anh chị nào đang cầm nắm mã này thì chúng ta cũng nên bán để chúng ta đầu tư những cái mã khác nó tốt hơn. Ship thì trong phiên ngày hôm nay, phiên cuối tuần đã giảm chạm kênh, tức là chạm vùng 120. Chạm vùng 120 thì các anh chị lưu ý là trong vùng 120 này cổ phiếu có thể sẽ phải tích lũy lại đây và vượt thoát bứt đi lên. Còn nếu gãy vùng 120 thì cũng nó là một cái kịch bản nó hoàn toàn tương tự, thì cổ phiếu sẽ rơi về những cái vùng thấp hơn ở dưới này. Đó, và khi cổ phiếu bị gãy kỹ thuật thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên tránh nó ra.
SCR. SRC. SRC thì không về được đúng theo kịch bản target phân tích của chúng ta ở đây là vùng giá 26.5. Phiên cuối tuần cũng đã bị chỉnh giảm rất là mạnh và như vậy là vùng khuyến nghị từ vùng 20 thì chúng ta cũng nên canh để chúng ta chốt lời SRC. Mã cổ phiếu đầu cơ, chúng ta có mã cổ phiếu AGR. AGR thì cũng có đề cập đến cái vùng giá 4.15 để tham gia và cái đích đến của cổ phiếu này thì chạm vùng khoảng vùng 5 chấm mấy đấy. Khoảng vùng 5.3. Khoảng vùng 5.3 thì như thế là chúng ta phải chốt và hiện tại thì cũng đã có phiên đúng phiên này, đúng phiên ngày 28 thì đã chạm 5.3 và một cái lực cầu chốt lời khá là mạnh. Sau khi chốt lời khá là mạnh xong thì như thế cổ phiếu có thể sẽ lại tích lũy lại vùng nền thấp thấp ở dưới này hơn. Tức là lại có thể đẩy lại về quanh vùng 4.6. Ok, sẽ chỉnh chạm về vùng 4.6. TTF. TTF hiện tại thì chưa có các tín hiệu kỹ thuật. Và một số các mã cổ phiếu khác, mã cổ phiếu PTB. PTB thì trong một cái nhịp phân tích ở đây là chúng ta sẽ đặt cho PTB ở khoảng vùng giá 74. Nhưng mà trong một cái nhịp ngắn thì PTB đã không vượt thoát được cái vùng cản ở trong ngắn hạn đó là vùng giá 72. Đây. Không vượt thoát được vùng cản 72 và PTB lại đang có những cái nhịp giảm lại và những cái nhịp giảm này thì lượng cầu nó ra không nhiều. Cung cầu nó ra không nhiều. Tuy nhiên các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì dòng tiền đang khá là yếu, suy yếu đi thì cái xu thế của cổ phiếu trong ngắn hạn sẽ bị yếu đi và một số anh chị có hỏi Hùng là có mua lại không thì chúng ta sẽ không mua lại ở những cái vùng nền chơ vơ ở trên này, chúng ta sẽ không mua lại vùng nền chơ vơ này, những cái vùng ở trên này thì chúng ta chỉ chờ để chúng ta chốt thôi đó, chúng ta chốt và như vậy là những cái điểm ở đây tức là chỉ đạt được vùng 72. Xu thế ngắn hạn thì có thể cổ phiếu này là thường là PTB sang đang đánh theo kênh. Đang đánh theo kênh thì nếu cổ phiếu này lình trình thì có thể cổ phiếu này cũng sẽ tích lũy lại ở quanh cái nền ở đây khoảng nền giá 68.5. Đó, sẽ tích lũy lại ở quanh nền 68.5 thôi. Nếu mà cầu mà không vào thì sẽ tiếp tục đi ngang ở đây quanh vùng 68.5. BMI thì cũng gần chạm về được target và sau đó thì đã có những nhịp chỉnh giảm. RAL thì sao ạ? Sau những sự cố đáng tiếc thì cổ phiếu này khả năng là nằm nằm sàn. Liên tục nằm sàn rồi, liên tục nằm sàn. Phiên ngày hôm nay thì có phiên kéo lên nhưng mà cuối phiên lại sàn. Một số các mã cổ phiếu mới lên sàn, ví dụ như là mã HTM. HTM thì đang đánh khá là khỏe và hai phiên cuối tuần thì cũng đã có những nhịp sụt xả về vùng 18. Thì trong những cái nhịp phân tích ở trước đây thì cũng có đề cập đến việc là khả năng cổ phiếu này sẽ chạm vào khoảng vùng 17 thì nó hợp lý 17 18. Thì hai phiên cuối tuần là đang là những phiên xả hàng rất là mạnh. Các anh chị đang cầm nắm mã cổ phiếu này thì cũng hết sức là lưu ý. HAH thì cũng là một mã cổ phiếu mùng cũng liên tục phân tích. Hiện tại nếu mà chúng ta nhìn ở trên biểu đồ đến tuần thì HAH rất là đẹp. Nếu mà trên biểu đồ đến ngày thì cổ phiếu này sự bị nhiễu và cái đích đến của cổ phiếu này thì vẫn là vùng giá 18. Các cái điểm mua thì Hùng không khuyến nghị nữa bởi vì chúng ta mua sau thì chúng ta sẽ bị chậm tê và bất lợi về giá. Những cái điểm mua rất đẹp ở đây.
ở quanh vùng khoảng vùng 13.5 đến vùng 14, đấy là những cái điểm mua. Còn khi mà cổ phiếu đã lên ở những cái tầng ở trên này rồi thì chúng ta chỉ canh để chúng ta chốt mà thôi. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới đi phân tích lại toàn bộ xu thế tình thị trường trong tuần vừa qua, và có một vài nhận định về tình hình trong tuần tới, tức là tuần đầu tiên của tháng 9. Và sau đó thì chúng ta đã đi phân tích các cái mã cổ phiếu hút dòng tiền. Thì trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta nhìn thấy là dòng tiền đang xoay chuyển khá là nhanh, và chỉ có một số ít các cái mã cổ phiếu là đang hút được dòng tiền và đang có cái xu thế tăng giá, đang có cái xu thế tăng giá. Đặc biệt là ngành vận tải cảng biển thì Hùng đã có hai cái mã cổ phiếu giới thiệu cho các anh chị của chúng ta ở trên team, đó là mã cổ phiếu TVKC và DVP. Mã cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta có mã cổ phiếu VIB, dầu khí thì chúng ta có cổ phiếu PVS, và một số các cái mã cổ phiếu về bất động sản, một số các mã cổ phiếu về bất động sản sau khi mà test đỉnh xong thì chúng ta sẽ có những cái điểm canh để chúng ta vào lại. Còn về cơ bản thì thị trường của chúng ta vẫn đang hết sức là khó khăn, và việc mà tìm ra được những cái mã cổ phiếu đẹp, những cái mã cổ phiếu mà rõ chen sóng ở trong cái thời điểm hiện tại thì nó cũng khá là khó khăn. Rất nhiều những mã cổ phiếu chúng ta đang lãi và chúng ta kỳ vọng ở một cái nhịp đánh dài hơn thì chúng ta ngay lập tức là chúng ta lại bị đổ ngược. Đó là một cái thực tế ở trong tuần vừa rồi. Thì chúng ta ở trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng canh là chúng ta đánh nhanh, tức là đánh nhanh rút nhanh thôi, chứ còn chúng ta cũng không thể là trông chờ ở một cái sóng dài hơn được. Để về cùng đồng hành với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS thì Hùng Lê cũng rất mong và kính mời các anh chị của chúng ta về để cùng đồng hành và cùng tham gia các cái team hỗ trợ chuyên sâu của Hùng Lê ở trên Zalo, cũng như cùng đồng hành với Hùng Lê trên một chặng đường đầu tư. Trên kênh YouTube thì hàng tuần Hùng có các cái bản tin up lên đây, và tất cả các cái câu hỏi của các anh chị up lên đây thì Hùng Lê sẽ phân tích và trả lời cho các anh chị trong những cái quãng thời gian sớm nhất. Và Hùng cũng mong các anh chị có thể chia sẻ những cái bản tin video của Hùng Lê để cộng đồng nhà đầu tư có một cái cơ hội tiếp cận nhiều hơn. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta có những cái ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ hạnh phúc vui vẻ bên người thân. Chúng ta tạm thời rời xa thị trường, lấy lại năng lượng để tiếp tục một cuộc hành trình mới. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.